Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 2. Lam Phi tức giận nói. Còn phải chờ 7 ngày, ta vừa nghĩ tới ngày đó chịu sỉ nhục, liền hận không thể lập tức lột ra hắn. Đúng rồi, nhất định phải đánh nổ trứng của hắn. Hừ, điểm ấy thất bại cũng không nhịn được, còn hy vọng ngươi làm đại sự gì. Ta thật thay muội tử kia của ta gấp, ngươi cùng Lam Huyền so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Vương Phong ánh mắt lạnh lùng nói. Sắc mặt Lam Phi tái xanh, móng tay trực tiếp chụp vào trong thịt, cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, liền nghe cậu, để hắn nhảy nhót 7 ngày. Có điều, trong 7 ngày này hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu, ta tự có biện pháp để hắn thân bại danh liệt, đến thời điểm vẫn cần cậu phối hợp một chút. Trong mắt Vương Phong lóe ra một tia nghi hoặc. Ngươi có biện pháp gì tốt? Trên mặt Lam Phi lộ ra một ý cười thâm độc, ở bên tai Vương Phong nói nhỏ mấy câu. Vương Phong sững sờ, lập tức cười to. Được, cứ việc đi làm, nếu thành công, liền không cần chờ 7 ngày. Không hổ là nhi tử của muội muội ta, lúc trước là cậu xem nhẹ ngươi. Hả, người nào lén lén lút lút? Lý Vân Tiêu đang ở trong ký túc xá tu luyện đại diễn thần quyết đột nhiên hơi nhướng mày, thần thức của hắn không phải người bình thường có thể so sánh, lập tức nhận ra được ngoài túc xá của hắn có hai người cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Hiện tại đã là đêm tối, chẳng lẽ là tiểu thâu? Trong học viện thường thường có học viên gia đình phú quý bị ăn cắp, ngược lại cũng không phải sự tình mới mẻ gì, đặc biệt loại con em quyền quý có ký túc xá độc lập, càng là đối tượng mà tiểu thâu nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra ngoài, đẩy cửa ra, đột nhiên một phong thư tín hồng nhạt rớt xuống. Vân Tiêu thân khải. Mặt trên bút họa tú lệ viết bốn chữ lớn, còn có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, xé phong thơ ra nhìn, dĩ nhiên là một phong thư tình. Mặt trên chỉ có bốn câu thơ. Nguyệt trên đầu cành liễu, người ước sau phong lâm. Tối nay lúc trăng tròn, nguyện cùng quân thể ước. Ký tên là, La Lan Đoá. Tiểu phong lâm chính là một thánh địa hẹn hò trong học viện, vị trí để bao nhiêu nam nữ si tình triền miên. Hai mắt Lý Vân Tiêu híp lại, trong đầu lướt qua cái bóng kiêu ngạo kia, khẽ mỉm cười, thân ảnh lóe lên, liền hướng về tiểu phong lâm bay đi. Lý Vân Tiêu vừa đi, một lát sau liền có hai bóng người xuất hiện ở trước ký túc xá của hắn, một người trong đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc chìa khóa, mấy lần thử mở, liền mở cửa ra. Hai người lẻn đi vào, mấy phút sau liền trực tiếp đi ra, cẩn thận khóa cửa lại. Trong tay không hề có thứ gì, nhìn dáng dấp không giống như là tiểu thâu. Kha kha, đồ vật đều thả xong chưa? Lần này để phế vật kia chịu không nổi. Báo mối thù lần trước. Hừm, phi thiếu thật là túc trí đa mưu, loại mưu kế này cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại tiểu tử kia sợ là tinh trùng lên não, ý dâm ở trong hẹn hò. Hừ, cũng không tiểu ra soi mình một chút, La Lan Đoá cực kỳ kiêu ngạo, làm sao có khả năng coi trọng tên rác rưởi này. Đừng nói nữa, đi nhanh lên đi, đêm nay chờ xem kịch vui. Hai người như một làn khói lặng lẽ rời đi, bóng người của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại cửa. Hai người kia chính là hai người lần trước theo Lam Phi đồng thời đến, hắn một chút liền nhận ra được, lén lút lẻn vào ký túc xá của mình, cũng không biết vì chuyện gì. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đẩy cửa phòng của mình ra, rất nhanh ở dưới ổ chăn trong phòng ngủ, phát hiện một chút đồ vật khiến cho người cười khổ không ngừng. Lượng lớn nội y cùng quần lót nữ tử, đủ mọi màu sắc, mùi thơm nước mũi, toàn bộ nhét ở trong chăn của hắn. Lam Phi người cũng thật ti tiện. Lý Vân Tiêu nhìn những đồ vật này, tự nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng âm mưu của Lam Phi, lạnh lùng nói. Nếu muốn chơi âm, vậy ca liền chơi với ngươi một hồi. Trong con ngươi của hắn lấp lóe tinh mang, rất nhanh liền biến mất khỏi phòng. Sau nửa canh giờ, liền thấy bóng người của Lý Vân Tiêu hướng về Tiểu Phong Lâm chạy như bay. Tiểu Phong Lâm diện tích hơn 100 mẫu, là một nơi phong cảnh tuyệt hảo của Già Lam học viện. Ban ngày có không ít học viên tới tu luyện. Buổi tối thì thành thánh địa mây mưa, đặc biệt là mùa mây đen gió lớn, khí trời mát mẻ này. Không phải tất cả mọi người đều ở trong ký túc xá độc lập, tuyệt đại đa số học viên đều là 4 người, thậm chí 8 người một gian ký túc xá, vì lẽ đó Tiểu Phong Lâm thành thánh địa trong lòng bọn họ. Lý Vân Tiêu vừa bước vào trong đó, thần thức bao trùm, liền phát hiện hơn 30 đôi nam nữ rầm rì, có chút làm ra động tác lớn thực sự không nhịn được, truyền đến các loại thanh âm tiêu hồn. Cứu mạng, cứu mạng. Một tiếng nhẹ kêu truyền đến, thanh âm không lớn,
nhưng vừa vặn truyền vào trong tai Lý Vân Tiêu, dưới nguyệt quang, một nữ tử thanh xuân lụa mỏng che kín thân thể từ trong rừng chạy ra, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Quần áo đã bị xé rách, lộ ra da thịt trắng nõn, dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ càng cảm động, thêm vào nữ tử dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khiến lòng người sinh trìu mến. Đứng lại cho ta, ngươi cái kỹ nữ này, lão tử coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Phía sau một tên công tử thân mang quần áo hoa lệ, mặt đầy tức giận cùng vẻ dữ tợn vọt ra, một tay hướng trên người nữ tử kia chộp tới. Học trưởng cứu ta! Cô gái kia vừa thấy Lý Vân Tiêu, nhất thời phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, trên mặt đều là vẻ đại hỉ, vội vàng chạy lên, muốn hướng về bên cạnh hắn tới gần. Vèo! Một thanh kiếm xẹt qua trời cao, đứng thẳng ở trong tay Lý Vân Tiêu, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu cô gái kia, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng Lý Vân Tiêu truyền ra. Không muốn chết liền đứng lại. Cô gái kia sững sờ, hiển nhiên là ra ngoài dự đoán, nhưng rất nhanh liền lo lắng nói. Học trưởng cứu ta, có người muốn bất lịch sự với ta. Nước mắt như trân châu từ trên gương mặt nữ tử lăn xuống, khóc đến điềm đạm đáng yêu, mỹ nhân rơi lệ, càng làm người thương yêu. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta một lần, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Bất kỳ một tên thiếu niên nào nhìn thấy tình cảnh như thế, đều sẽ không nhịn được anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng trên mặt Lý Vân Tiêu hờ hững như vạn cổ bất biến, ở dưới ánh trăng, không có một chút tâm tình chập chờn nào, hơi nhắm hai mắt, trường kiếm không thay đổi, vẫn như cũ trông yết hầu của nữ tử, tâm địa dĩ nhiên sắt đá như vậy. Tiểu tử, không muốn chết liền cút, cô nàng này đã là người của bổn thiếu gia. Tên nam tử phía sau kia truy đến, vồ tới trên vai nữ tử. Dùng sức kéo một cái, xé tương đương lụa mỏng bay xuống hơn nửa, bộ ngực mềm màu trắng lộ ra, câu người dục hỏa. Trên bả vai càng có một vết cào đỏ sẫm, nhìn thấy mà yêu. Học trưởng, van cầu ngươi, cứu ta. Thiếu nữ khóc nước mắt như mưa, cả người bị nam tử kéo trên đất. Đúng lúc này, trong mắt tên nam tử kia lóe ra một tia ngạc nhiên, tựa hồ hơi mờ mịt, nhưng lập tức lộ ra hung mang, quát lên. Tiểu tử, lập tức cút cho ta. Thiếu gia muốn làm việc. Cứu ta, cứu ta. Thiếu nữ kêu thống khổ từ trên đất truyền đến, khiến người ta thương tâm gần chết. Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt, lộ ra một nụ cười. Yên tâm đi bảo bối, rất nhanh sẽ tới cứu ngươi. Thiếu nữ trong mắt vui vẻ, vội vàng giãy giụa từ trên mặt đất bò lên, cũng không kịp nhớ che khuất da thịt trắng như tuyết, hướng Lý Vân Tiêu chạy tới. Lúc này trong mắt nam tử kia cũng không tự kìm hãm được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn như cũ giả ra dáng vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi dám cùng bổn thiếu gia cướp nữ nhân. Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là con trai của cấm vệ quân thống lĩnh Lưu Tư Tể Lưu Nhất Thiên. Há, hóa ra là Lưu Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về cô gái kia cười nói. Ta nói cứu ngươi, không phải ta cứu, mà là bọn họ. Hả? Bọn họ, thiếu nữ cùng nam tử đều sững sờ, đột nhiên từ trong rừng cây thoát ra một đám người, đem ba người bao quanh. Trần Chân cầm đầu giận dữ hét. Lưu Thiên Nhất, ngươi lại làm ra việc táng tận thiên lương như vậy. Phong lão sư, chuyện vừa rồi ngươi đều nhìn thấy, tiểu tử này quả thực chính là xúc sinh. Thời điểm hơn 10 người xuất hiện, Lưu Nhất Thiên bỗng nhiên thầm nói không xong, trong lòng biết phải gặp rắc rối. Nghe được Trần Chân nổi giận gầm lên một tiếng Phong lão sư, cả người càng là giật mình một cái, sợ đến hai chân như nhũn ra. Hắn dựa vào ánh trăng nhìn kỹ lại, cầm đầu là một trung niên nam tử, tức giận đến tóc đứng chổng ngược, chính là giáo sư, sao có lẽ là giáo viên kỷ luật của học viện, biệt hiệu gọi sát thần Phong Bất Bình. A! À, hắn sợ đến liền lùi lại vài bước, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Không chỉ là hắn, còn có cô gái kia cũng triệt để bối rối. Ngay cả đám người Lam Phi núp trong bóng tối, chuẩn bị bất cứ lúc nào lao ra, cũng là từng cái mắt choáng váng, làm sao thầy chủ nhiệm lại đến rồi. Lưu Nhất Thiên, người tên xúc sinh này. Bóng người Phong Bất Bình lóe lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, liền nghe một hồi tiếng tát tai mạnh mẽ, cả người Lưu Nhất Thiên kêu thảm một tiếng, bị tát bay ra ngoài. Không thể bỏ qua tên xúc sinh này, mọi người cùng nhau đánh chết hắn. Đánh chết Lưu Nhất Thiên tên Lưu Manh cưỡng gian học muội này. Hàn Bách hét lớn một tiếng, toàn bộ người trong rừng cây đều bị kinh động, không ít khí tức hướng về bên này lao tới. Trần Chân càng là mang theo hơn 10 người vào tới,
ở địa phương Lưu Nhất Thiên bị đập bay hạ xuống, truyền đến một trận tiếng đánh đập cùng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Ngươi không sao chứ? Phong Bất Bình hướng cô gái kia hỏi. Ngươi tên là gì, làm sao sẽ cùng tên xúc sinh kia cùng nhau? Cô gái kia cũng triệt để choáng váng, ngơ ngác không biết trả lời như thế nào. Ta tên Mộng Vũ. Này, cái này. Bảo bối đừng sợ, xem ngươi sợ hãi đến cả người là mồ hôi lạnh. Lý Vân Tiêu cười híp mắt, đem Mộng Vũ kéo vào trong ngực. Có ca ở đây, sẽ không ai dám bắt nạt ngươi. Một tay gắt gao xoa eo thon nhỏ của Mộng Vũ, mặc cho nàng giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát thân. Một tay khác càng là trắng trợn không kiêng dè gì sờ loạn lên người nàng. Xiêm y của Mộng Vũ đã tổn hại rất nhiều, tay của Lý Vân Tiêu rất nhanh liền tiến vào, ở trên hai vú qua lại nhào nặn, thoải mái tới cực điểm. Ngươi! Mộng Vũ hoảng hốt, mắc cỡ đến sắc mặt đỏ chót, nàng bị Lý Vân Tiêu kéo vào trong ngực, thân thể chặn lại tầm mắt của Phong Bất Bình, nàng lại không dám lớn tiếng gọi ra, chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Nhưng khí lực của đối phương lại quá lớn, bất luận nàng dùng sức làm sao, đều không tránh thoát được, trên hai vú trước ngực truyền đến từng trận cảm giác khác thường, hai điểm đỏ sẫm càng là bị xoa nắn đến tê dại lên, hầu như muốn ngâm ra ngoài. Ô ô ô, nàng đã không nhịn được. Lần này là chân tâm nghẹn ngào lên, cả người run rẩy liên tục. Phong Bất Bình cho rằng nàng là tinh thần bị thương, thật lòng an ủi nói. Đừng sợ, có ta ở đây, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải cho ngươi. Lần này may mà có Lý Vân Tiêu phái người báo tin đúng lúc, bằng không hậu quả khó mà lường được. Vân Tiêu, ngươi ở đây chăm sóc Mộng Vũ, ta đi xem tên xúc sinh kia, làm sao lại không có âm thanh. Sẽ không bị những người kia đánh chết chứ. Một tay của Lý Vân Tiêu đang thoải mái vuốt ve, cười híp mắt nói. Phong lão sư ngươi đi đi, Mộng Vũ có ta chăm sóc, ngươi liền yên tâm là được. Cả người Mộng Vũ run rẩy một hồi, nội tâm lớn tiếng la lên, không cần đi, Phong lão sư không cần đi. Nhưng kỳ quái là làm sao cũng không nói ra được thành tiếng, chỉ có thể một mực gào khóc. Phong Bất Bình gật gật đầu, liền hướng chỗ Lưu Nhất Thiên bay đi, nơi kia đã sớm vây quanh mấy chục người. Đều đang chỉ trỏ trỏ. Mộng Vũ dù sao cũng là xử nữ, nơi nào chống lại Lý Vân Tiêu xâm phạm, trong đầu đã sớm chống không, hoàn toàn vô lực dựa ở trên người hắn, tùy ý hắn vuốt ve. Hơn nữa lúc trước giận dữ và xấu hổ, cũng dần dần chuyển hóa thành một loại vui vẻ kỳ dị, thậm chí không tự chủ được thấp giọng ngâm khẽ lên. Xa xa đám Lam Phi trốn ở trong rừng cây từng cái không biết làm sao, Đỗ Phong tức giận nói. Hóa ra là Lý Vân Tiêu dở trò, lão đại, làm sao bây giờ? Chúng ta tới cứu Lưu Nhất Thiên, bằng không hắn thật sẽ bị đánh chết. Cứu cái đầu ngươi a! Lam Phi vỗ vào trên đầu hắn một cái, cả giận nói. Không có não sao, hiện tại đi ra ngoài không phải tự chui đầu vào lưới sao? Chỉ có thể hy sinh Lưu Nhất Thiên, có Phong Bất Bình ở đó, chết không được. Hai mắt hắn như phun ra lửa, xoay người đối với hai người khác nói. Đồ vật đã thả xong chưa? Dưới nguyệt quang, hai người kia chính là hai thiếu niên lúc trước lẻn vào ký túc xá của Lý Vân Tiêu thả nội y quần lót nữ tử, liều mạng gật đầu nói. Đều để tốt, chúng ta làm việc, lão đại yên tâm. Trong ánh mắt Lam Phi lóe lên một tia âm lãnh dữ tợn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vân Tiêu, để ngươi tránh được kiếp này, xem ngươi ứng đối kiếp sau như thế nào. Lý Vân Tiêu vô tình hay cố ý hướng về phương hướng Lam Phi biến mất nhìn lại, khóe miệng hiện ra một nụ cười. Giờ khắc này Mộng Vũ đã triệt để từ bỏ chống lại, ở dưới Lý Vân Tiêu xoa nắn cả người nóng lên, càng làm cho nàng giận dữ và xấu hổ không thôi chính là, phía dưới dĩ nhiên có cảm giác ướt nhẹp, hận không thể tìm vách tường đập đầu chết. Tất cả dừng tay. Xa xa truyền đến âm thanh của Phong Bất Bình, rất nhanh mọi người liền lui trở về, hàn bách cho Lý Vân Tiêu một cái ra hiệu. Lý Vân Tiêu thấy người đều lại đây, cũng không thể tùy ý chiếm tiện nghi, lưu luyến không rời đưa tay lui trở về, ôm lên Mộng Vũ, ôn nhu nói. Đừng sợ, đã không sao rồi, tên lưu manh kia đã triệt để phế bỏ. Mộng Vũ tức giận đến cả người run rẩy, nhưng thân thể đâu có nửa điểm khí lực. Mà khi nhiều người nhìn như vậy, chỉ có thể giận dữ và xấu hổ đem đầu vùi vào trong lòng Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Phong Bất Bình tái xanh ôm Lưu Nhất Thiên đi tới. Ngưng thanh phun ra hai chữ. Phế bỏ. Lý Vân Tiêu nhìn Lưu Nhất Thiên như bùn nhão ở trong tay hắn,
đã sớm không còn nhân hình, càng thêm nhìn thấy mà giật mình là hạ thể một mảnh máu thịt be bét, khiến người ta sinh ra hàn ý. Lý Vân Tiêu nhìn Hàn Bách một chút, trong ánh mắt thật giống như đang nói, thật ác độc a. Hàn Bách chừng một chút, tựa hồ đang hồi phục, còn không phải theo ngươi học. Phong Bất Bình trầm giọng nói. Đều trở về đi, chuyện nơi đây ta sẽ cùng viện trưởng đại nhân báo cáo. Lưu Nhất Thiên cũng là tự làm tự chịu, không oán người được. Hắn liếc mắt nhìn Mộng Vũ trong lòng Lý Vân Tiêu, khẽ nhíu mày. Người ôm nàng cũng không thích hợp, các người có ai nhận thức nàng không? Hắn quay đầu nhìn về phía mấy chục người tụ lại, trong đó không thiếu nữ tử, đều là ở trong tiểu phong lâm đánh dã chiến. Không ít nữ tử dồn dập ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên một cô gái áo đỏ tên Chu Phỉ Phỉ cả kinh kêu lên. Là Mộng Vũ. Trong mắt nàng lộ ra vẻ quái dị nói. Ta cùng với nàng là một ký túc xá. Phong Bất Bình gật đầu nói. Vậy ngươi đưa nàng trở lại, có tình huống gì liền liên hệ ta. Lúc này Lý Vân Tiêu mới vô cùng không muốn đem Mộng Vũ đưa cho Lưu Phỉ Phỉ, thời điểm buông tay còn không quên ở trên mông nàng mạnh mẽ bóp một cái. Mộng Vũ ngâm khẽ một tiếng, mặt mày đỏ chót, bạo bắn ra lửa giận đủ để đem tiểu phong lâm đốt thành cho bụi. Bảo bối không cần sợ, đã an toàn. Lý Vân Tiêu một mặt thân thiết đem ngoại bào ở trên người mình cởi che lên người Mộng Vũ, thời điểm ngón tay xẹt qua trước ngực nhẹ nhàng điểm trên hạt anh đào một cái. Cả người Mộng Vũ run lên, rốt cục lần thứ hai không nhịn được oa. Một tiếng khóc giống. Tất cả mọi người đều cho rằng nàng là bị Lưu Nhất Thiên bắt nạt sợ, Lưu Phỉ Phỉ cũng cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu nói. Cảm ơn ngươi, ngươi thật là một người tốt. Nàng ôm chặt Mộng Vũ nói. Mộng Vũ, ta là Lưu Phỉ Phỉ, không cần sợ. Lý Vân Tiêu ôn nhu cười nói. Không cần cảm ơn, học muội gặp nạn, ta chính nghĩa ra tay là nên. Có việc nhớ tới tìm ta. Sự tình nháo xong, những đội uyên ương dã chiến kia cũng không còn tâm tư, một đám người kết bạn rời đi tiểu phong lâm, đột nhiên phía trước vang lên một trận tiếng khua chiêng gõ trống, náo nhiệt huyên thiên. Đột nhiên thấy lượng lớn học viên dũng mãnh lao lại đây, trong đó tất nhiên không thiếu nữ học viên, hơn nữa mỗi một người đều là lòng căm phẫn, người đầu lĩnh dĩ nhiên là Lam Phi. Phong Bất Bình hơi nhướng mày, thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì? Hóa ra là Phong lão sư, ngài cũng ở đây, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lam Phi lòng căm phẫn nói. Trong học viện xuất hiện kẻ trộm, hơn nữa là kẻ trộm hết sức biến thái. Lượng lớn nội y của học viên nữ đều bị trộm. Tất cả mọi người đều giật mình. Cái gì, thâu nội y của nữ sinh, biến thái như thế? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sôi sùng sục, dồn dập tức giận không ngớt. Đặc biệt là những học viên nữ kia, bắt đầu mồm năm miệng mười mắng lên. Phong Bất Bình cau mày đảo qua mọi người một chút, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng lại. Công chúa, ngươi cũng ở đây. Trên mặt Tần Như Tuyết hơi nóng lên, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Ta cũng làm mất đồ vật, Phong lão sư, ngươi nhất định phải tìm ra tên biến thái kia. Có người nhìn thấy kẻ trộm này hướng về tiểu phong lâm chạy tới. Khóe miệng Lam Phi lướt qua một ý cười thâm độc, lạnh lùng nói, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, tâm tình cực kỳ thích ý vui sướng, ha ha, Lý Vân Tiêu ngươi tên rác rưởi này, chờ chết đi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu kỳ quái nói, nhiều học viên nữ mất đồ lót như vậy, này liên quan gì tới Lam Phi ngươi a? Hả, đúng vậy, mắc mớ gì đến ngươi? Đột nhiên hết thảy học viên nữ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, dồn dập nhìn Lam Phi. Cái con cháu thế gia này thường ngày lạnh lùng, ngày hôm nay tại sao như hít thuốc lắc vậy? Lam Phi sững sờ, nghẹn lời nói. Này, này, ta. Bên cạnh một tên tiểu tử cơ linh vội vàng nói. Lão đại là xem khó chịu, nên dẫn mọi người bắt tặc. Đúng, ta là mang mọi người tới bắt tặc, có người nhìn thấy kẻ trộm này trốn về phía tiểu phong lâm. Lam Phi nhất thời khí thế dâng lên, ngạo nghễ nói. Thân là một thành viên của học viện, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm này. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ồ, thì ra là như vậy, xin hỏi là ai nhìn thấy kẻ trộm trốn về bên này? Là ta, làm sao? Tiểu tử cơ linh kia nhất thời đứng dậy, chính là một người trong hai kẻ lẻn vào trong túc xá của Lý Vân Tiêu. Ta tên Mạnh Côn, là ta nhìn thấy, người có ý kiến sao? Hắn cố ý ngẩng đầu lên, muốn khoe khoang oai phong của mình. Mặc dù biết Lý Vân Tiêu lợi hại, nhưng có Phong Bất Bình ở đây, cũng không ai dám sằng bậy.
Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Không ý kiến, ta chỉ là kỳ quái, kẻ trộm thâu đều là y vật của nữ sinh, làm sao nữ sinh không phát hiện, một nam sinh như ngươi lại phát hiện. Hơn nữa ngươi nhìn thấy, làm sao không dẫn mọi người đi bắt tặc, mà là tìm chủ nhân ngươi đến lãnh đạo mọi người bắt tặc đây. Ta, Mạnh Côn cũng ngây người, vấn đề này đúng là không dễ trả lời. Tất cả mọi người cũng nghi hoặc không thôi, dồn dập theo dõi hắn, nhất thời mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống. Lam Phi bỗng nhiên phẫn nộ quát. Lý Vân Tiêu, người đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có thật giật mình? Ta xem kẻ trộm này 89 phần 10 chính là ngươi. Đúng, lão đại vừa nói như thế, ta liền nghĩ tới, bóng kẻ trộm kia cùng tiểu tử này 10 phần giống nhau. Mạnh Côn vội vàng phụ họa nói. Lý Vân Tiêu âm thầm cười, rốt cục đến rồi, khoan thai nói. Phi thiếu nói xấu ta như vậy, ý muốn như thế nào đây? Lam Phi âm lãnh nở nụ cười nói. Để chứng minh sự trong sạch của ngươi, liền để mọi người đến ký túc xá của ngươi siêu tầm một hồi. Nếu không chịu, người hôm nay khó thoát hiểm nghi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói. Ngươi nói siêu liền siêu, ngươi tính là thứ gì? Tần Như Tuyết cũng biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, mở miệng nói. Ta cũng tin tưởng Vân Tiêu không phải người như thế, Mạnh Côn, ngươi thật nhìn rõ ràng. Mạnh Côn thấy ánh mắt của công chúa như lưỡi dao đâm tới, sợ đến cả người mồ hôi lạnh tràn trề, nói dối cũng là tội khi quân, nhẹ thì mất đầu, nặng thì tru di cửu tộc. Hắn chỉ là con cháu một thế lực nhỏ phụ thuộc vào Lam gia, nào dám khi quân. Nhưng trong nháy mắt liền cảm nhận được ánh mắt âm trầm của Lam Phi, sợ đến hắn run lên một cái, vội vàng nói. Nhìn rõ ràng, tất nhiên là Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ. Lam Phi tâm tình thật tốt nói. Ha ha, Lý Vân Tiêu, ngươi còn có gì có thể nói? Lý Vân Tiêu hơi hướng Phong Bất Bình vuốt cằm nói. Phong lão sư, muốn siêu tầm ký túc xá của ta cũng có thể. Nhưng nếu như chứng minh sự trong sạch của ta, ta muốn Lam Phi cho ta một câu trả lời. Phong Bất Bình từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn cũng phát hiện sự tình có chút không đúng, vì lẽ đó yên lặng xem xét, ánh mắt nhìn về phía Lam Phi. Hiển nhiên là có ý vị chất vấn. Lam Phi quả quyết nói. Có thể, nếu có thể chứng minh ngươi thuần khiết, ta tự nhiên sẽ trả ngươi một cái bản giao. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đã như vậy, ta cũng tin tưởng Phong lão sư công chính công bằng. Trong mắt Tần Như Tuyết lộ ra vẻ lo âu, Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu một cái, lớn tiếng nói. Công chúa không cần lo lắng, bên trong đất trời có hạo nhiên chính khí. Lý Vân Tiêu ta quang minh lỗi lạc, không tin ta có thể thắng chính. Hắn cao giọng nói chuyện như vậy, hết thảy học viên nữ đều trở nên trầm tư, bắt đầu bài trừ hoài nghi đối với hắn. Dù sao một người có tật giật mình, là sẽ không phấn khích như vậy. Phía sau Mộng Vũ nhìn hắn dáng vẻ quang minh lẫm liệt, tức giận đến cả người run cầm cập, nhưng có nỗi khổ khó nói. Tần Như Tuyết mạnh mẽ cắn răng, tức đến dậm chân. Ngươi tên ngu ngốc này. Chuyện này rõ ràng có gì đó quái lạ, người ta khẳng định là đang cố ý hãm hại ngươi, đầu heo. Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, cao giọng nói. Còn xin mọi người rời bước tới ký túc xá của ta, lấy chứng minh Lý Vân Tiêu ta thuần khiết. Một đám người ở dưới Lý Vân Tiêu dẫn dắt, mênh mông cuồn cuộn hướng ký túc xá mà đi. Trên đường không ít học viên nghe nói bát quái, cũng từng cái gia nhập vào, trong thời gian ngắn liền hội tụ hơn 100 người. Ồ! Vương lão sư, ngươi làm sao cũng tới. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Vương Phong đứng ở trước cửa ký túc xá của mình, còn có mấy tên lão sư khác, tất cả đều là người của giáo đạo sử. Dáng vẻ Vương Phong tựa hồ chưa tỉnh ngủ, lười biếng nói. Nghe nói có kẻ trộm biến thái, sự tình huyên náo quá lớn. Không thể không ra xem một chút. Hả, Phong chủ nhiệm ngươi cũng có mặt. Phong Bất Bình hơi nhướng mày, bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên biết chắc có vấn đề. Lý Vân Tiêu xa xôi cười lạnh nói. Xem đến tột cùng làm sao lại ở trước cửa túc xá của ta xem. Mạnh Côn không phải nói kẻ trộm hướng về Tiểu Phong Lâm chạy đi sao. Vương lão sư cũng thật là bớt việc, ngay cả tinh lực đi một chút cũng không có. Thâm ý trong lời nói của Lý Vân Tiêu, ai cũng nghe được. Sắc mặt Phong Bất Bình phát lạnh, rốt cục không nhịn được trầm giọng nói. Vương Phong, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Phong khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói. Cùng Phong lão sư ngươi như thế, tới bắt tặc, kẻ trộm này biến thái ngông cuồng như vậy,
ta kiến nghị sau khi bắt trực tiếp khai trừ, để bớt gieo vạ cho học sinh. Phong Bất Bình biến sắc, lúc này còn không nhìn ra vấn đề, vậy hắn liền ngớ ngẩn, nhất thời cả giận nói. Bắt kẻ trộm không thành vấn đề, nhưng nếu ai dám ở trước mặt ta dở trò gian, oan uổng người tốt, ta tuyệt sẽ không đáp ứng. Hắn bị các học viên xưng là sát thần, ngoại trừ chấp pháp nghiêm khắc ra, cũng là thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh. Vương Phong đối chọi gay gắt nói. Đương nhiên phải công bằng công chính, để mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Đến thời điểm nhân chứng vật chứng đều có, ta sẽ trực tiếp báo cáo viện trưởng đại nhân. Phong Bất Bình chức vị ở trên hắn, nhưng chỉ cần nhân chứng vật chứng đều có, hắn mang viện trưởng ra, dù là ai cũng không có cách nào. Lý Vân Tiêu tựa hồ điếc không sợ súng, nghiêm mặt nói. Nếu Vương lão sư cũng công chính như vậy, vậy ta liền yên tâm. Còn xin mọi người thay ta làm chứng. Hắn lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, làm cái thủ thế nói. Mời siêu đi. Ánh mắt Vương Phong ngưng lại, xem Lý Vân Tiêu một bộ hờ hững, thầm nói chẳng lẽ có huyền cơ. Hắn liếc mắt nhìn Lam Phi, nhưng dáng vẻ Lam Phi lại tràn đầy tự tin, lúc này mới yên tâm nói. Đi vào siêu tầm. Vài tên lão sư cùng một ít học viên nhất thời tiến vào, Lý Vân Tiêu cũng cùng Phong Bất Bình nhanh chân đi vào phòng khách, một mặt vui vẻ ngồi ngay ngắn ở trên ghế, lạnh lùng nhìn Lam Phi. Mấy phút sau, tựa hồ Lam Phi có chút ngồi không yên, rõ ràng nhìn thấy mấy học viên tiến vào phòng ngủ, nhưng mà tay không đi ra, thầm mắng Mạnh Côn đầu heo, lại đem đồ vật giấu bí ẩn như vậy. Mạnh Côn, người cũng hỗ trợ tìm đi. Mạnh Côn gật đầu, giả vờ giả vịt ở trong phòng khách đi vài vòng, lúc này mới đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Phong Bất Bình lạnh lùng rơi vào trên người Mạnh Côn. Nếu có người dám vụ oan giá họa, ta là cái thứ nhất khai trừ hắn. Sắc mặt Tần Như Tuyết cũng khẽ biến thành hơi giận. Ta cũng cùng đi xem. Nàng không nói lời nào, đi ở sau lưng Mạnh Côn. Nàng đã âm thầm tính toán, nếu Mạnh Côn thật sự tìm ra đồ vật gì đó, nàng cũng có thể đúng lúc ra tay ngăn lại. Vương Phong cười lạnh. Nếu mọi người đều không yên lòng, sao không đồng thời vào xem đây? Hắn một bước bước ra, theo sát ở phía sau công chúa, nhất thời đứt đoạn ý nghĩ của Tần Như Tuyết. Nếu chư vị đối với phòng ngủ của tại hạ cảm thấy hứng thú như vậy, vậy cùng đi xem một chút đi. Lý Vân Tiêu nói vậy, nhất thời mấy chục người đồng thời chen chúc tới, hướng phòng ngủ mà đi. Lúc này Mạnh Côn đã là cái thứ nhất đi vào, sau khi tìm mấy lần, sắc mặt liền trắng bệch. Hắn trong nháy mắt rõ ràng vì sao Lý Vân Tiêu không có sợ hãi như vậy, nơi giấu kỹ những nội y kia nào còn có một cái. Vừa vặn Lam Phi cũng đi vào, cười lạnh nói. Mạnh Côn, hảo hảo tìm một hồi, đừng bỏ sót bất kỳ một nơi nào. Cả người Mạnh Côn đổ mồ hôi lạnh, run cầm cập đi tới bên người Lam Phi, ở bên tai nói nhỏ mấy câu. Cái gì? Sắc mặt Lam Phi đại biến, gầm lên giận dữ, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ. Ánh mắt hắn hầu như muốn ăn thịt người, làm hai chân Mạnh Côn run rẩy liên tục. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Mạnh Côn, chủ nhân của ngươi để ngươi cẩn thận tìm một hồi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Rốt cục Vương Phong cũng phát hiện không đúng, trong mắt lóe ra một tia tức giận chỉ tiếc mài sắt không nên kim, lạnh lùng nói. Phòng ngủ này cũng không lớn, ta xem cũng không có gì đáng tìm. Xem ra, học viên Lý Vân Tiêu hẳn là thuần khiết. Kẻ trộm là một người khác. Phong Bất Bình lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới rất có thâm ý nhìn Lý Vân Tiêu. Lúc này Tần Như Tuyết mới thở phào nhẹ nhõm, âm thầm tức giận, hắn rõ ràng đã sớm định liệu trước, lại hại ta không công lo lắng nửa ngày. Vương Phong thấy sự tình thất bại, cũng vô tâm ở lâu, từ tốn nói. Nếu học viên Lý Vân Tiêu là thuần khiết, vậy mọi người đều trở về đi thôi. Trở về. Lý Vân Tiêu cao giọng gọi. Cười lạnh nói. Mới vừa rồi Vương lão sư còn nói kẻ trộm là một người khác, chẳng lẽ không bắt được? Vương Phong sững sờ, lạnh lùng nói. Học viện lớn như vậy, hiện tại cũng không có nhân chứng cùng vật chứng, trong thời gian ngắn là khó có thể tra tìm. Chuyện này trường học sẽ xử lý. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Ai nói không có nhân chứng, không phải Mạnh Côn tận mắt thấy sao? Chẳng lẽ Mạnh Côn nói là giả? Vậy ta thật hoài nghi chủ nhân của con chó này Lam Phi là chủ sử sau màn. Lam Phi đã sớm tức đến nổ phổi, lên cơn giận dữ quát. Lý Vân Tiêu, người đừng vội ngậm máu phun người. Lý Vân Tiêu sắc mặt phát lạnh,
lạnh lùng nói. Hiện tại đã trả lại ta thanh bạch, giờ đến phiên ngươi cho ta một câu trả lời. Lam Phi cả giận nói. Ngươi muốn như thế nào? Lý Vân Tiêu cười lạnh. Rất đơn giản, tương tự siêu tầm ký túc xá của ngươi, để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Đương nhiên, ta cũng không phải hoài nghi Phi thiếu gia quang minh chính đại, chỉ là không xuống nổi cơn giận này mà thôi. Hừ, nếu nói cho ngươi một câu trả lời, ta tự nhiên nói lời giữ lời, ngươi muốn siêu, liền để ngươi siêu đi. Lam Phi một mặt chính khí nói. Có điều Lý Vân Tiêu, chuyện này ta sẽ không để yên. Đám con em quyền quý đều có ký túc xá đơn độc, rất nhanh liền đi tới trước ký túc xá của Lam Phi. Lam Phi hào phóng mở cửa phòng, lạnh lùng nói. Muốn tìm sao cũng được, có điều nếu phá hoại đồ vật của ta, sợ là những quỷ nghèo các ngươi đền không nổi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vung tay lên, Trần Chân cùng Hàn Bách nhất thời tiến vào, sắc mặt Vương Phong dần dần khó nhìn lên, tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên, Hàn Bách cùng Trần Chân rất nhanh giơ lên một cái dương gỗ đi ra, cất cao giọng nói. Vân Thiếu, cái dương này không mở ra. Lam Phi hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Đây là cái dương ta chứa y vật tư nhân, chỉ có chìa khóa của ta mới có thể mở. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một cái chìa khóa màu vàng, trực tiếp cắm vào, răng rắc một tiếng mở khóa, cái dương kẹt kẹt một tiếng bị mở ra. Ánh mắt của mọi người nhìn vào bên trong nháy mắt tất cả mọi người đều dại ra. Hai con người Vương Phong đột nhiên mở lớn, chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng. Quả nhiên có âm mưu, xong đời. Triệt để bối rối chính là Lam Phi, con người chừng như chuông đồng, tự lẩm bẩm. Làm sao có khả năng? Không phải, không phải ta làm, vu cáo, Lý Vân Tiêu, người hãm hại ta. Hắn điên cuồng gào thét lên. Hãm hại ngươi. Lý Vân Tiêu cười nhạt. Mới vừa rồi ngươi còn nói đây là cái dương tư nhân của ngươi, không có chìa khóa của ngươi là không mở ra. Ngươi! Lam Phi tức giận đến mức cả người run run. Hóa ra là ngươi, tên cầm thú này. Tần Như Tuyết nhìn nội y màu trắng tinh của mình lộ ra một nửa trong dương, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, một cước đá vào trên người Lam Phi, tức giận nói. Ngươi tên biến thái cuồng này, ta nhất định phải báo viện trưởng khai trừ ngươi. Khai trừ! Khai trừ. Hầu như hết thảy nữ sinh đều tức giận gọi lên, rất nhanh nam sinh cũng dồn dập tham dự vào, trong lúc nhất thời tiếng khai trừ truyền khắp học viện. Trần Chân tiện tay lật cái dương một chút, đột nhiên ngạc nhiên nói. Ồ, trong dương ngoại trừ nội y nữ sinh bình thường ra, làm sao còn có nửa hòm xà phòng? Hàn Bách cười lạnh nói. Kha kha, người không biết đi, nghe nói Lam Phi ngoại trừ trong lòng biến thái ra. Còn yêu thích đi nhà tắm nam sinh vứt xà phòng, ép buộc thủ hạ kiếm về. Qua, quá buồn nôn. Không ít nam tử sắc mặt trắng bệch, không nhịn được cúi người nôn mửa. Một ít học viên nam tính bên người Lam Phi sợ đến vội vàng nhảy ra, trong nháy mắt để chống một khu vực chân không. Lam Phi càng là tức giận đến đầu óc choáng váng, ngón trỏ chỉ vào Lý Vân Tiêu run cầm cập liên tục, một hơi đặt ở trong ngực, nói cũng không nói được. Lý Vân Tiêu nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói. Chư vị học trưởng học tỷ, học đệ học muội, sự tình đến hiện tại đã rõ ràng. Lam Phi không chỉ ăn cắp đồ lót của nữ sinh, còn thường ở nhà tắm nam ép buộc học viên kiếm xà phòng, quả thực chính là tội đáng muôn chết. Thế nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy rằng chúng ta lòng căm phẫn tận trời, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng dù sao lão sư của học viện đều ở đây. Liền do Phong lão sư cùng Vương lão sư đến công chính xử lý. Công chính xử lý. Trần Chân lập tức hô to một tiếng, nhất thời toàn bộ học viện đều kêu lên công chính xử lý. Phong bất bình kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, cái phế vật này trong ngày thường không có biểu hiện gì tốt, không nghĩ tới dĩ nhiên có tâm cơ như vậy, nhất thời trầm giọng nói. Mọi người yên tâm, ta lập tức báo cáo viện trưởng. Đến thời điểm xử trí như thế nào? Nhất định sẽ cho mọi người một bàn giao thỏa mãn. Tần Như Tuyết cũng cả giận nói. Bọn tỷ muội yên tâm, nếu trường học còn giữ lại tên cầm thú biến thái này, chúng ta liền đồng thời nháo đến viện trưởng. Không được nữa, liền nháo đến chỗ phụ vương ta. Nói chung, ta cùng tên cầm thú biến thái này không đội trời chung. Đúng, không đội trời chung. Một ít nữ sinh bị trộm đồ lót dồn dập nổi giận nói. Lần này Lam Phi thật sự hoảng rồi. Vội vàng kéo tay Vương Phong nói. Cậu cứu ta. Hừ,
Vương Phong hất tay của hắn ra, lạnh lùng nói. Bùn nhão không dính lên tường được. Hắn trực tiếp tách ra đoàn người, bỏ lại Lam Phi nhanh chân rời đi. Ở tình huống như vậy, hắn cũng không thể cứu vãn, tiếp tục lưu lại có khi mình cũng sẽ dính vào. A! À, ở dưới tuyệt vọng, Lam Phi trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Rất nhanh, kết quả xử lý của học viện liền đi ra. Lam Phi ăn cắp quần áo nữ sinh, chứng cứ xác thực, lãnh đạo học viện nhất trí quyết định, xử phạt khai trừ, đồng thời vĩnh viễn không thể trúng tuyển lại. Vân Thiếu, Vân Thiếu. Sáng sớm Hàn Bách liền nhanh chóng chạy tới. Có hai tin tức, một tốt một xấu, người muốn nghe cái nào? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Tin tức tốt khẳng định là Lam Phi bị khai trừ rồi, tin tức xấu là gì? Hàn Bách giơ ngón tay cái lên khen. Quả nhiên liệu sự như thần. Tin tức xấu là, cuộc thi học nghiệp năm nay dĩ nhiên là cậu của Lam Phi Vương Phong làm chủ khảo. Lần này xong đời, mấy người chúng ta cũng đừng nghĩ qua. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Xong đời cái gì, nếu hắn không biết thời vụ, ta liền để hắn như Lam Phi đồng thời cút. Hàn Bách nhất thời dại ra. Vân Thiếu, thật là bá khí. Có điều ngươi chớ có làm loạn, Vương Phong là lão sư học viện, không thể so với Lam Phi, chỉ là một học viên mà thôi. Hừ, ta bất kể hắn là ai, bên Lam Huyền kia có động tĩnh gì hay không? Lý Vân Tiêu đột nhiên hỏi. Hàn Bách biến sắc, trắng xám nói. Ngươi không nói ta còn quên mất, Lam Huyền đã thả ra tin tức, nói muốn thay đệ đệ báo thù, lần này thật sự phiền phức. Ồ, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt ngưng tụ nói. Như vậy rất tốt. Hắn còn ghi nhớ khối ngũ thải thần không thạch trên người Lam Huyền đây này, sau khi đưa Hàn Bách đi, liền vác trọng kiếm đi về trọng lực thất. Ngay thời điểm Lam Phi bị khai trừ, tại tầng thứ tư của thuật luyện sư công hội tháp, một hạng sát hạch căng thẳng đang tiến hành. Sắc mặt Lạc Vân Thường nghiêm nghị nhìn chằm chằm một thanh chiến phủ to lớn trôi nổi ở trong hư không, ở dưới chân hỏa rèn luyện đã nung đốt thành vẻ đỏ đậm, nhiệt lượng nóng bỏng truyền ra, từng làn hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Lạc Vân Thường ở trung ương cả người đã ướt đẫm, vài tên nam tử ngồi ở bốn phía tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, chỉ là chuyên tâm nhìn chiến phủ biến hóa. Sóng nhiệt dập dờn tầng tầng lớp lớp, vừa chạm tới trước người bọn họ vài thước, giống như bị một nguồn sức mạnh vô hình ngăn trở, không cách nào tiến tới mảy may. Đột nhiên Lạc Vân Thường xòe năm ngón tay, màu vàng đầy trời tùy ý bay ra ngoài, như tinh mang điểm điểm rơi vào bốn phía chiến phủ, không ngừng phát sinh tiếng chi chi thiêu đốt. Chiến phủ vừa chạm tới bụi rượu kim này, nhất thời màu sắc trở nên càng thêm tươi đẹp, tựa hồ có chút không ổn định, phát sinh từng trận nổ vang. Toàn bộ không gian nhiệt độ lần thứ hai tăng lên một cấp, trong ánh mắt vài tên nam nhân kia lóe lên vẻ kinh ngạc, có mấy người càng là bắt đầu châu đầu ghé tai. Trong tròng mắt của Lạc Vân Thường lóe lên thần quang, tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi dị thường, nhưng cũng khó có thể che giấu một luồng hưng phấn. Hai tay nàng lập tức biến ảo. Mấy cái thủ ấn hình thành ở trên đầu ngón tay, hóa thành từng đạo chân hỏa bay vào trong chiến phủ. Chiến phủ có chút cáu kỉnh đột nhiên sinh ra một luồng hấp lực, đem kim bụi tản ra bốn phía cắn nuốt tới. Trong lúc nhất thời, kim quang trên chiến phủ điểm điểm tiêu tan, tỏa ra khí thức dày nặng trầm ổn, làm cho người ta cảm giác như sơn nhạc ép thân. Ngưng! Lạc! Lạc Vân Thường quát khẽ hai tiếng, hai tia quang mang từ đầu ngón tay bay vào trên chiến phủ. Nhất thời loại nhiệt độ nóng rực cùng cảm giác trầm trọng kia trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Thân thể chiến phủ kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái búa nhỏ mê ngươi, rơi vào trong tay Lạc Vân Thường. Lạc Vân Thường nhìn kỹ búa nhỏ trong tay một lần, nhất thời lòng tràn đầy vui mừng, hướng về vài tên nam tử kia đi đến, hai tay nâng chiến phủ đưa cho vị lão giả râu bạc trắng ở chính giữa, cung kính nói. Hứa đại sư, ngài xem. Ánh mắt Hứa Hàn ở trên chiến phủ nhẹ nhàng xẹt qua, mỉm cười nói. Không cần nhìn, oanh dương phủ này đã đạt đến trình độ huyền binh thượng phẩm cấp 1. Vân Thường, người thông qua sát hạch. Đùng 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 đùng. Mấy nam tử khác dồn dập vỗ tay, ánh mắt đều mỉm cười nhìn Lạc Vân Thường, tràn đầy vẻ tán thưởng. Lạc Vân Thường đại hỉ, kích động khó có thể tự kiềm chế. Đa tạ Hứa đại sư, còn có chư vị đại sư. Hứa Hàn lắc đầu cười nói. Này đều là chính người nỗ lực, không có quan hệ gì tới chúng ta. Ta chỉ là tò mò, ngươi là làm sao đem rượu kim hòa vào trong xích luyện đồng, mấy lần trước sát hạch ngươi đều ở cửa ải này thất bại.
Mấy tên nam tử khác cũng dồn dập yên tĩnh lại, tất cả đều nghi hoặc nhìn Lạc Vân Thường. Trong đầu Lạc Vân Thường nhất thời lướt qua khuôn mặt non nớt của Lý Vân Tiêu, thanh âm thản nhiên nói. Bởi vì xích luyện đồng tuy rằng trúc kim, nhưng cũng thiên hỏa. Nam hỏa khắc tây kim, đối với diệu kim có tính hòa tan rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều thuật luyện sư thời điểm tăng lên đẳng cấp của huyền binh xích luyện đồng đều thích tuyển dụng diệu kim. Nhưng nếu trong đó có thiên tinh sa, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Bởi vì thuộc tính của thiên tinh sa là thủy, có thể trung hòa thuộc tính thủy của xích luyện đồng, vì lẽ đó càng nhiều, đối với lực lượng hòa tan của diệu kim liền càng kém. Muốn hóa giải rất đơn giản, đem thiên tinh sa coi là tạp chất, rèn luyện diệt trừ là có thể. Thì ra là như vậy. Hứa Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Dĩ nhiên đơn giản như vậy, Vân Thường ngươi có thể phát hiện huyền bí trong đó, đủ thấy thông tuệ hơn người. Thiên thủy quốc ta lại nhiều một thuật luyện sư chân chính, ngày mai ta liền cho người bẩm lên vương thượng, như vậy bệ hạ cũng sẽ vạn phần cao hứng. Đến lúc đó thiết yến quần thần, vì ngươi chúc mừng. Trên mặt Lạc Vân Thường hơi đỏ lên, nhưng hồn lực cùng nguyên khí của nàng đều tiêu hao quá lớn, hai gò má tất cả đều là mồ hôi. Nhìn vào ngược lại càng thêm rực rỡ cảm động. Còn phiền Hứa đại sư báo cho bệ hạ, sự tình thiết yến liền thôi, ta không thích quá mức lộ liễu. Nghiêm Lỗi ở phía sau Hứa Hàn cười nói. Đây là hỷ sự to lớn, làm sao có thể miễn thiết yến. Vân Thường ngươi là nhân tài mới xuất hiện của thiên thủy quốc ta, trong vòng 3 năm ngăn ngắn liền để bệ hạ đặc biệt vì ngươi thiết yến 2 lần. Mấy trăm năm qua, trong ấn tượng của ta cũng chỉ có Dương Địch đại nhân ở năm đó mới có vinh quang như vậy. Tại Thiên Thủy Quốc, chỉ cần lên cấp sĩ cấp thuật luyện sư, hoặc là bước vào đại võ sư cảnh giới, quốc vương bệ hạ sẽ cung đình thiết yến, mời trọng thần quốc gia tới ăn mừng. Đồng thời phong hầu bái tướng, trọng thưởng, tự nhiên là điều chắc chắn. 3 năm trước thời điểm Lạc Vân Thường đột phá đến cảnh giới đại võ sư, liền thiết yến qua một lần. Nghe được Nghiêm Lỗi nói như vậy, Lạc Vân Thường hoảng hốt vội nói. Nghiêm đại sư quá lời, Vân Thường ngu dốt, sao có thể cùng Dương Địch đại nhân đánh đồng với nhau. Hứa Hàn vuốt râu khẽ cười nói. Ngươi cũng không cần quá khiêm tốn, tuy rằng Dương Địch đại nhân tài năng ngút trời, nhưng cũng là nhờ bái nhập vào đế cấp thuật luyện đại sư Cổ Phi Dương làm môn hạ, đây là may mắn cỡ nào. Nếu ngày sau ngươi có cơ duyên, thành tựu chưa chắc sẽ kém Dương Địch đại nhân. Ngươi thua là thua không có một lão sư chân chính. Thấy Lạc Vân Thường còn muốn tranh luận, hắn hơi phất tay đánh gãy, cười nói. Ngày hôm nay thuật luyện sư công hội chúng ta cũng phải chúc mừng một hồi mới được. Năm nay một lần liền gia tăng 2 vị sĩ cấp thuật luyện sư, ngươi cùng Cổ Vinh, đều là tân tinh của phân bộ thiên thủy quốc chúng ta a. Một thuật luyện sư khác tên Tô Viễn Kiều đột nhiên hừ lạnh nói. Hứa hội trưởng, nếu nói Vân Thường là tân tinh ta tâm phục khẩu phục. Còn Cổ Vinh, nếu như ta không đoán sai. Hiện tại hắn đã thân chúng kịch độc. Mọi người kinh hãi, đều là một mặt không rõ vì sao. Hứa Hàn cũng hơi thay đổi sắc mặt. Tô Viễn Kiều, ngươi lời này là có ý gì? Trong mắt Lạc Vân Thường cũng lướt qua vẻ khác lạ nói. Hứa đại sư, ta liền cáo lui trước. Nàng rất thông minh, vừa nhìn vẻ mặt Tô Viễn Kiều không đúng, liền biết tất nhiên liên quan đến một chút bí mật, nên chủ động lảng tránh. Hứa Hàn lắc đầu nói. Hiện tại ngươi thông qua sát hạch, đã là một sĩ cấp thuật luyện sư chính thức, cũng là thành viên trọng yếu của thuật luyện sư công hội chúng ta. Bất cứ chuyện gì của công hội, ngươi đều có quyền biết, không cần lảng tránh. Ánh mắt Tô Viễn Kiều đảo qua mọi người một chút, cười lạnh nói. Ta đã tra ra Cổ Vinh ở lần sát hạch trước gian dối, sử dụng cấm vật âm phong thạch. Mọi người đều biến sắc, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là thuật luyện sư. Tự nhiên biết âm phong thạch là vật gì, sắc mặt Nghiêm Lỗi ngưng trọng nói. Tô Viễn Kiều, không thể nói lung tung được, ta biết ngươi luôn nhìn Cổ Vinh không vừa mắt, thời điểm hắn vẫn là thuật luyện học đồ liền nhiều lần làm khó dễ hắn, nhưng có chút tội danh là không thể tùy ý chụp lên. Tô Viễn Kiều cười lạnh nói. Ta tùy tiện chụp hắn tội danh, giờ khắc này sợ là hắn đã độc tận xương tủy, ta phái người tra xét hắn mua một ít vật liệu từ khi lên cấp tới nay. Tất cả đều là đồ vật giải độc. Hắn còn bí mật ra giá cao cầu mua hóa độc đan, mọi người đều biết hóa độc đan là vật gì. Thuật luyện đan dược cấp 4 có thể hóa giải bách độc trong truyền thuyết, vạn kim khó cầu. Ha ha, 5 ngày trước hắn bắt đầu điên cuồng thu mua các loại vật liệu kịch độc, sau khi trở lại, liền bế quan đến hiện tại. Kia đã là cùng đường mạt lộ,
dự định sử dụng phương pháp lấy độc công độc. Có điều độc của âm phong thạch há có thể tùy ý hóa giải, coi như là hóa độc đan cũng không được, ta phỏng chừng hiện tại hắn đã triệt để phế bỏ. Sắc mặt Hứa Hàn dần dần khó coi, Tô Viễn Kiều lấy ra một tờ khai, đưa cho mọi người nói. Phía trên này ghi chép một loạt hành động sau khi hắn lên cấp thuật luyện sư, chư vị có thể nhìn. Mỗi người lấy qua nhìn, trong mắt đều lộ ra vẻ sầu lo. Cuối cùng tờ khai truyền tới trong tay Lạc Vân Thường, trong lòng nàng hơi chấn động một cái, mặt trên ngay cả Cổ Vinh một ngày ba bữa ăn gì cũng có ghi chép rõ ràng, xem ra Tô Viễn Kiều này đã sớm động tâm tư. Vào lúc này nếu nhảy ra ngoài, tất nhiên là có niềm tin tuyệt đối, Cổ Vinh phỏng chừng là khó thoát một kiếp. Nếu chư vị còn có nghi ngờ, có thể gọi Cổ Vinh tới, vừa nhìn liền biết. Năm ngày trước sau khi hắn trở lại liền ở trong tháp, không có đi ra ngoài một bước. Tô Viễn Kiều thấy phần lớn người đều tin tưởng mình, không cưỡng nổi đắc ý lên. Hừ, người chắc chắn hắn không phải là đang bế quan. Trong mắt Nghiêm Lỗi lóe ra tức giận, hắn cùng Tô Viễn Kiều vẫn luôn không hợp. Tô Viễn Kiều cười lạnh nói. Từ khi Cổ Vinh lên cấp thuật luyện sư, liền từ bỏ tu luyện võ đạo, một lòng đặt ở trên thuật luyện chi đạo. Thuật luyện sư tu luyện chủ yếu là tầm bổ hồn lực, chỉ có thông qua không ngừng luyện chế đến tăng cường lực lượng linh hồn. Hắn một tên sĩ cấp thuật luyện sư, luyện chế bất luận đồ vật gì, cũng chỉ 5 ngày là đủ. Nghiêm Lỗi, ngươi che chở Cổ Vinh như vậy, chẳng lẽ sự tình hắn sử dụng âm phong thạch ngươi cũng có phần? Nghiêm Lỗi giận tím mặt. Nói bậy. Hứa Hàn trầm giọng nói. Không cần ầm ĩ, Linh Thừa, ngươi đi gọi Cổ Vinh lại đây, bất luận hắn đang làm gì, đều phải tới đây. Hứa Hàn là hội trưởng Thiên Thủy Quốc thuật luyện sư công hội. Cũng là một trong hai vị đại sư cấp thuật luyện sư của Thiên Thủy Quốc hiện nay, địa vị tôn sùng, không ở dưới quốc vương. Một vị cấp 3 thuật luyện sư khác chính là cung đình thủ tịch thuật luyện sư Trương Thanh Phàm, thực lực của hai người sàn sàn với nhau. Thuật luyện sư không chỉ là tượng trưng cho thực lực, thân phận cũng cực kỳ tôn quý, cũng là hết thảy thuật luyện sư kiêu ngạo. Thân là hội trưởng thuật luyện sư công hội, chắc chắn sẽ không cho phép sự tình mờ ám như vậy phát sinh. Trên mặt mỗi người đều nghiêm nghị lên, tựa hồ ý thức được một cơn bão nhỏ sắp xảy ra. Rất nhanh, Cổ Vinh liền đi theo phía sau Linh Thừa tới lầu 4. Sau khi hắn hướng Hứa Hàn làm lễ, liền cùng mọi người gật đầu ra hiệu, lúc ánh mắt đảo qua Tô Viễn Kiều, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh không cách nào phát hiện, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lạc Vân Thường, thở dài nói. Mới vừa nghe Linh Thừa nói, Vân Thường đại nhân cũng thăng làm sĩ cấp thuật luyện sư, thật là kỳ tài ngút trời. Ở trong trấn quốc thần vệ ngũ đại thống lĩnh, Vân Thường đại nhân xem như là thực lực tổng hợp mạnh nhất. Lạc Vân Thường nhẹ nhàng nói. Cổ đại nhân quá khen, 4 thống lĩnh khác thực lực vượt xa Vân Thường, ta chỉ là vận may tốt hơn mà thôi. Cổ Vinh khẽ mỉm cười, không tỏ ý kiến, lớn tiếng nói. Hứa hội trưởng, ta đang lúc bế quan luyện chế, không biết vội vàng tới tìm ta là có chuyện gì. Chẳng lẽ là vì ăn mừng Vân Thường lên cấp? Trong ánh mắt Tô Viễn Kiều lóe lên một tia nghi hoặc, theo hắn suy đoán, khí sắc của Cổ Vinh không thể tốt như vậy, hắn hừ lạnh nói. Hừ, Cổ Vinh ngươi thật có thể trang a, đến lúc này còn giả bộ như không có chuyện gì. Hứa Hàn lấy ra tờ khai ném tới, hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Cổ Vinh, gằn từng chữ nói. Tô Viễn Kiều hoài nghi ngươi thời điểm sát hạch lần trước sử dụng âm phong thạch, đây là hắn mấy ngày qua đối với ngươi tiến hành điều tra. Hiện tại ta cần ngươi cho mọi người một lời giải thích. Cổ Vinh hừ lạnh một tiếng, nắm qua tờ khai nhìn, nhất thời trong lồng ngực có một luồng lửa giận vô danh, lão già chết tiệt này, lại phái người theo dõi điều tra ta. Đồng thời trong lòng kinh ra một thân mồ hôi lạnh, may là Vân Thiếu giải độc trong cơ thể ta, còn truyền cho ta luyện hồn thuật, bằng không hôm nay thực sự là thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Lúc này hắn đối với Lý Vân Tiêu là cảm kích như biển cả. Tô Viễn Kiều, người lão thất phu này, hẳn là ngươi phải cho ta một lời giải thích đi. Hắn đem tờ khai ném trên mặt đất, giận tím mặt nói. Ta có sử dụng âm phong thạch hay không, mọi người liền có thể đo lường ra, nhưng nếu không có, ta cần Tô lão thất phu cho ta một cái bàn giao. Hứa Hàn gật đầu nói. Kia là nhất định, bây giờ duỗi hai tay của ngươi ra, đồng thời đem thần thức hoàn toàn thu lại, chúng ta sẽ đối với tình huống thân thể của ngươi tiến hành tra rõ. Tô Viễn Kiều cười gằn nói. Bàn giao, chờ tra ra vấn đề của ngươi, xem ngươi chết như thế nào. Đột nhiên Cổ Vinh khẽ mỉm cười,
ngạo nhiên ngẩng đầu nói. Cổ Vinh ta quang minh chính đại, tùy tiện các ngươi cha, đến đây đi. Hắn run trường bào thuật luyện sư lên, đưa ra một đôi tay trắng nõn. Trong mắt mọi người lóe lên nghi ngờ, đôi tay này trắng nõn như ngọc, nơi nào có chút dáng vẻ ăn mòn, hơn nữa nhìn hắn không có gì sợ, chẳng lẽ thực sự là Tô Viễn Kiều oan uổng hắn. Giờ khắc này nội tâm của Tô Viễn Kiều cũng chấn động, trợn to tròng mắt nhìn cánh tay kia, đột nhiên có một loại cảm giác xấu dâng lên. Hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ, bỗng nhiên đem thần thức thả ra ngoài. Ta muốn tra rõ thân thể của ngươi, coi như ngươi có thể giải độc của Âm Phong Thạch, nhưng hồn lực của ngươi căn bản không đạt tới cấp bậc thuật luyện sư, ta muốn vạch trần ngươi cái hàng giả này. Hầu như tất cả mọi người đều đem thần thức của mình thả ra ngoài, dồn dập thăm dò vào trong cơ thể Cổ Vinh. Cổ Vinh một bộ không có sợ hãi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viễn Kiều, trong mắt đầy vẻ hài hước, giống như là xem thằng hề biểu diễn. Một lát sau, sắc mặt Hứa Hàn phát lạnh, lạnh lùng nói. Tô Viễn Kiều, hiện tại xin ngươi cho mọi người một câu trả lời. Tô Viễn Kiều kinh hoàng nói. Làm sao có khả năng, hắn tuyệt đối là trúng độc của Âm Phong Thạch, ta dám 100% khẳng định. Hắn điên cuồng đem thần thức ở trên người Cổ Vinh quét tới quét lui, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Uống, nhìn đủ chưa? Đột nhiên Cổ Vinh trầm giọng hét một tiếng. Một luồng lực lượng linh hồn to lớn từ trong óc bộc phát ra, nhắm về phía thần thức của Tô Viễn Kiều xông tới, một nguồn sức mạnh vô hình đem không khí xoay chuyển có chút uốn lượn. Tô Viễn Kiều đột nhiên bị tập kích, vội vàng thu hồi thần thức, nhưng đối phương lại không tha thứ, lần theo mà xuống, bỗng nhiên nhảy vào trong ý thức hải của mình, linh hồn bỗng nhiên chấn động. Phốc! Thần thức bị thương, Tô Viễn Kiều phun ra một ngụm máu, ngơ ngác thất thanh nói. Ngươi! Hồn lực của ngươi sao mạnh như thế? Cổ Vinh lãnh ngạo nở nụ cười, giễu cợt nói. Ta chính là thuật luyện sư hàng thật đúng giá, hồn lực tự nhiên so với những thứ giả kia mạnh hơn rất nhiều. Ngươi! Tô Viễn Kiều tức giận đến hỏa khí công tâm, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Tốt, tốt, tốt! Hắn liên tiếp nói ba chữ tốt, hai mắt trong lúc đó đột nhiên ảm đạm xuống, cả người như bóng cao su bị xì hơi, hết thảy tinh thần khí trong nháy mắt hư không. Có vẻ cực kỳ già nua. Sắc mặt Hứa Hàn ngẩn ngơ, thở dài nói. Tô Viễn Kiều, người sao phải khổ vậy chứ? Tinh thần của Tô Viễn Kiều có vẻ hết sức hoảng hốt, run rẩy nói. Hội trưởng, ta đã tuổi già sức yếu, muốn cầu cáo lão về quê, về nông thôn vượt qua tuổi già. Kính xin hội trưởng phê chuẩn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ dại ra, Tô Viễn Kiều dĩ nhiên ở dưới giận dữ công tâm, thần thức tán loạn. Hồn lực kịch liệt giảm xuống đến trình độ thuật luyện học đồ. Ngay cả Cổ Vinh cũng có chút bất ngờ, nhưng nội tâm lại cực kỳ kích động cùng vui sướng. Hắn chỉ tu luyện luyện hồn thuật 5 ngày, hồn lực lại có thể trực tiếp trọng thương Tô Viễn Kiều. Phải biết tuy rằng Tô Viễn Kiều cũng chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư, nhưng thành danh đã lâu, hồn lực cũng vững chắc ở một cấp. Vân Thiếu, người rốt cuộc là ai? Giờ khắc này Cổ Vinh đối với thiếu niên thần bí khó lường kia, là triệt để cam tâm thần phục. Có thể được công pháp này, đừng nói làm nô bộc 50 ngày, dù là 50 năm cũng đáng giá. Hứa Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Viễn Kiều đã mất đi trình độ sĩ cấp thuật luyện sư, hơn nữa tuổi tác đã cao, là không có khả năng khôi phục, ở lại thuật luyện sư công hội ngược lại lúc nào cũng phải đề phòng người khác trả thù. Thời điểm hắn đắc ý, là đắc tội không ít người. Nhất thời than thở nói. Người an tâm về nhà dưỡng thương đi, ta sẽ hướng bệ hạ báo cáo tất cả. Tô Viễn Kiều run giọng nói. Đa tạ Hứa đại nhân. Hắn cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn bất luận người nào, rất nhanh đi xuống. Hứa Hàn thở dài một tiếng, cất cao giọng nói. Bởi vì thân thể Tô Viễn Kiều đại sư không khỏe, cáo lão về quê. Từ nay về sau, hắn cùng tất cả mọi người ân oán xóa bỏ, bất luận kẻ nào cũng không được dùng bất kỳ lý do gì đi quấy rối hắn. Sau khi hắn nói xong, ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Cổ Vinh. Cổ Vinh khẽ mỉm cười, hai tay ôm ngực, lạnh nhạt nói. Hội trưởng nói phải. Lúc này Hứa Hàn mới yên tâm. Vừa nãy Cổ Vinh bày ra hồn lực, đã vững vững vàng vàng vào cấp 1, thành tựu tương lai càng không thể đo lường. Vừa nãy mọi người cũng rõ ràng trong lòng, là hắn đột nhiên gây khó dễ, chấn thương ý thức hải của Tô Viễn Kiều, bằng không cũng sẽ không làm hắn tức giận đến rơi xuống tu vi. Nhưng giờ khắc này ai cũng sẽ không vì một lão già cùng đường, đi đắc tội một thuật luyện sư tiền đồ vô lượng.
Mọi người dồn dập chúc mừng Cổ Vinh, cái này cũng là một hành vi lấy lòng. Trên mặt Cổ Vinh lộ ra nụ cười thiện ý, đáp lại từng cái, nhưng nội tâm lại cười gằn không ngớt. Nếu không có Vân Thiếu giúp đỡ, giờ khắc này các ngươi, sợ là mỗi người sẽ đạp một cước a. Hứa Hàn nói, Cổ Vinh, sự tiến bộ của ngươi để ta cũng kinh ngạc không ngớt. Mới tấn cấp không lâu, không nghĩ tới hồn lực dĩ nhiên vững chắc như vậy. Ngươi mang Vân Thường đi lĩnh huy chương thuật luyện sư đi. Cổ Vinh mỉm cười tuân lệnh, mang theo Lạc Vân Thường đi làm hết thảy thủ tục. Đột nhiên trong lòng Lạc Vân Thường hơi động, mở miệng nói. Cổ đại sư, ta có một yêu cầu quá đáng. Ồ, Cổ Vinh khẽ mỉm cười. Vân Thường đại nhân cứ nói đừng ngại. Lạc Vân Thường chính là một trong trấn quốc thần vệ ngũ đại thống lĩnh, thực lực và uy vọng đều trên hắn, vì vậy hắn cũng phi thường khách khí. Lạc Vân Thường nói, ta có một học sinh, bởi vì nguyên nhân thân thể, không cách nào tu luyện võ đạo. Nhưng hắn đối với thuật luyện lại rất có thiên phú, tự mình học không ít kiến thức về phương diện này. Ta hy vọng thay hắn tìm một sư phụ, không biết cổ đại nhân có ý nghĩ thu đồ đệ hay không. Cổ Vinh cau mày nói, thu đồ đệ, Vân Thường đại nhân cũng là thuật luyện sư, thực lực không kém ta, hà tất tìm ta chứ. Thuật luyện sư thu đồ đệ yêu cầu đều cực kỳ hà khắc, dù là vương tôn quý tộc cũng không nể mặt mũi. Nếu không có thiên tư tốt, căn bản sẽ không thu đồ đệ. Lạc Vân Thường than thở. Người này thân phận có chút đặc thù, ta thân là trấn quốc thần vệ thống lĩnh, thực sự không thích hợp cùng hắn có quan hệ thầy trò. Thực không dám giấu giếm, người này là trưởng tôn của Tĩnh Quốc công đại nhân, con trai ruột của Phi Long tướng quân. Cổ Vinh chợt nói. Thì ra là như vậy. Ta cũng có nghe nói, trưởng tôn công tử của Tĩnh Quốc công là phế vật võ đạo, năm đó vì việc này mà trở thành trò cười cho thủ đô. Có điều Vân Thường đại nhân hẳn phải biết, phế vật võ đạo, tố chất thân thể bạc nhược, tại thuật luyện cũng khó có thành tựu. Lạc Vân Thường gật đầu nói. Vân Thường cũng biết, nhưng người này xác thực có chỗ độc đáo. Mặc dù không thể trở thành thân truyền đệ tử của cổ đại nhân, nhưng ta hy vọng ngài có thể dẫn dắt hắn một chút, chí ít có thể làm một thuật luyện học đồ. Cũng coi như là một câu trả lời đối với lão quốc công. Ánh mắt Cổ Vinh trầm xuống, lạnh lùng nói. Đã như vậy, ta liền gặp người này. Có điều nhất định phải thông qua kiểm tra hồn lực, nếu như có thể đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất của thuật luyện học đồ, ta liền thu hắn làm đồ đệ. Nhưng này hoàn toàn là xem ở mặt mũi của Vân Thường đại nhân. Lạc Vân Thường mừng rỡ nói. Đa tạ cổ đại nhân, Vân Thường ghi nhớ. Cổ Vinh gật đầu, hơi không kiên nhẫn nói. Lần sau rảnh rỗi dẫn hắn đi kiểm tra hồn lực đi, nếu như hợp lệ ta sẽ thu đồ đệ. Tiêu chuẩn thấp nhất cũng không đạt tới, liền không cần tới gặp ta. Lạc Vân Thường nhìn bóng lưng Cổ Vinh rời đi, nghĩ thầm. Người này là thuật luyện sư trẻ trung nhất, tiền đồ vô lượng. Để Lý Vân Tiêu theo hắn, cũng coi như là trả lại hắn một món nợ ân tình. Đồng thời cũng có thể làm cho lão quốc công an tâm. Chỉ là không biết hồn lực tiểu tử kia tình huống ra sao. Hy vọng không để cho ta thất vọng mới tốt. Ta có thể làm, cũng chỉ như vậy. Sau 3 ngày, là thời gian Già Lam học viện mỗi năm một lần kiểm tra. Sau khi khảo hạch, cũng là kỳ nghỉ 2 tháng 1 năm một lần. Học viên lưu lại sẽ ở học kỳ sau lên trung cấp ban, mà sát hạch thất bại thì mang túi sách cút đi. Hàng năm đều có lượng lớn học viên quyền quý bị đuổi. Mà học sinh nghèo khó hầu như đều có thể thông qua, bởi vì một khi bọn họ bị thôi học, vận mệnh chờ đợi là triệt để lưu lạc phàm nhân, vì lẽ đó từng cái đều liều mạng tu luyện. Địa điểm kiểm tra tại diễn võ trường lớn nhất trong học viện, diễn võ trường chính là một trong những kiến trúc mang tính biểu trưng của học viện, do Thiên Thủy Quốc tiền nhậm thuật luyện sư công hội hội trưởng Dương Địch tự mình chủ trì xây dựng. Chọn dùng nhiều loại khoáng thạch cực kỳ quý giá cô đọng thành, diện tích hơn 1.000 mét vuông, khí thế rộng rãi. Ở cách diễn võ trường không xa, chính là kiến trúc chói mắt nhất của học viện, tượng của Cổ Phi Dương. Pho tượng Cổ Phi Dương một tay đặt trên chuôi kiếm, hai mắt nhìn về phương xa, khóe miệng vẽ ra một ý cười nản lòng thoái chí. Là 15 năm trước lúc Cổ Phi Dương ngã xuống, học sinh Dương Địch tự tay luyện chế ra. Lý Vân Tiêu lẳng lặng đứng ở bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn pho tượng của mình, tinh thần phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không, cùng mình kiếp trước hợp hai làm một. À, Dương Địch này cũng coi như hữu tâm. Lý Vân Tiêu có chút cười khổ nói. Hai tên học viện từ bên người Lý Vân Tiêu đi qua, vô tình hay cố ý liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu thảo luận.
không nghĩ tới bế quan mấy tháng, ngươi liền ngưng tụ nguyên khí, lên cấp võ sĩ. Ha ha, còn không phải là vì ứng phó sát hạch sao, võ sĩ tại trung cấp ban có thể trực tiếp tiến vào ban tinh anh. Thật sao, vậy ta liền thảm rồi, mới mở ra hai đạo mạch luân, sẽ không bị đuổi chứ. Yên tâm, chỉ cần có thể mở ra một đạo là có thể thăng cấp. À, ngươi xem bên kia, nghe đồn là Lý gia đại công tử, rác rưởi điển hình, đây mới là đối tượng đào thải. Không thể nào, Lý gia đại công tử cũng có thể bị đào thải. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào? Già Lam học viện, coi như là vương thượng đến cũng phải thủ quy định. Ngoá! Lý Vân Tiêu mắng một câu, đương nhiên sẽ không cùng những tiểu lâu la này tính toán. Hắn bước nhanh đi tới trên diễn võ trường, phát hiện đã tụ tập rất nhiều học viên. Rất nhiều đều vây quanh xem trò vui, đối với những người bọn họ này chỉ trò trò. Hàn Bách đi tới. Vân Thiếu, làm sao bây giờ mới đến? Lý Vân Tiêu cau mày nói. Làm sao nhiều người như vậy? Hàn Bách lạnh rên một tiếng, hàn quang đảo qua từng cái. Còn không phải đến xem chúng ta náo nhiệt, ngươi cũng biết, lớp chúng ta vẫn được gọi là ban bỏ đi, những người ban quỷ nghèo kia, đều là tới xem chúng ta có thể còn lại mấy người. Có mười mấy người không dự định đến thi, trực tiếp thu thập quần áo về nhà. Lý Vân Tiêu nhìn một chút, quả nhiên giảm rất nhiều người. Có thể tiến vào ban quyền quý, không có chỗ nào mà không phải là có hậu trường rất lớn tại đế quốc, mặc dù không cách nào trở thành võ giả, cũng áo cơm không lo, tiền đồ cẩm tú. Vì lẽ đó tuy rằng học viên ban bọn họ ở trong học viện rất ít người dám trêu, nhưng cũng không có kết quả tốt. Rất nhiều người đều thích xem chuyện cười của bọn họ. Đừng chen vị trí của ta, tới trước chiếm trước. Đồng thời chen A, hiếm thấy có chuyện cười xem, người nói ban bỏ đi này có thể có mấy tên lưu lại. Nhìn khoảng 1/5 A, 60 người một tiểu đội, chỉ đến 30 mấy, lại soạt đi một nửa, gần đủ rồi. Nếu không cá cược đi, mỗi người báo một con số, gần nhất liền thắng. Tốt, ta báo 12. Xem trọng như thế, vậy ta báo 9. Ngay thời điểm mọi người rộn rộn ràng ràng, cực kỳ ầm ĩ, âm thanh của Vương Phong đột nhiên vang lên. Người đều không khác mấy đến đông đủ, không tới cũng không chờ nữa, trực tiếp thất bại cút đi. Lạc Vân Thường lão sư đang bế quan, lần này các ngươi sát hạch do ta đến chủ trì. Hắn lạnh lùng nhìn quét toàn trường một chút. Đột nhiên âm hiểm cười nói. Lần này cần thoáng thay đổi quy tắc, dĩ vãng là mở ra mạch luân hay một quyền đạt đến 1000 cân lực lượng là có thể xem như thông qua. Nhưng không ít học viên không cách nào mở ra mạch luân, thông qua lén lút dùng đan dược đến dối trá, vì lẽ đó năm nay mở ra mạch luân cùng 1000 cân lực lượng đều phải đạt đến, bằng không phán thất bại. Ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý lạnh lùng xẹt qua Lý Vân Tiêu, hắn biết Lý Vân Tiêu có thể đánh bại Lam Phi. Nhất định đã đủ khí lực 1000 cân. Trong ánh mắt Lý Vân Tiêu lướt qua một hơi khí lạnh, đứng yên bất động. Tuy rằng quy tắc mới gây nên nghị luận không nhỏ, nhưng cũng không có ai phản đối. Bởi vì lớp học đều là con em quyền quý, hoặc là mở ra mạch luân, lực đạt 1000 cân. Hoặc là không cách nào mở ra, tay trói gà không chặt. Không có ai sẽ đi tu luyện lực sĩ thuật, một loại tồn tại lực lớn cực kỳ, nhưng không cách nào mở ra mạch luân. Phía dưới ai đến trước? Vương Phong lạnh lùng nhìn quét toàn trường, ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Ngay cả mấy người thượng quan tình, Đỗ Phong cũng từng cái âm lãnh nhìn hắn. Sau khi Lam Phi bị đuổi, những người này liền mất đi tâm phúc, hiện tại mơ hồ lấy thượng quan tình dẫn đầu. Nhưng ngày đó Lý Vân Tiêu biểu hiện ra thực lực quá mức kinh người, vì lẽ đó không ai dám tiến lên khiêu khích. Hừ, nhìn cái gì vậy? Có tin ta xuyên bạo tiểu đệ đệ của các ngươi hay không? Lý Vân Tiêu lạnh lùng chừng đám người thượng quan tình một chút, từ bên trong mọi người đi ra. Đám người thượng quan tình bị hắn đánh dọa cho sợ rồi, đột nhiên dồn dập cúi đầu, có điều trong ánh mắt đều là vẻ oán độc, nội tâm chửi bới không ngớt. Lý Vân Tiêu xem thường nhìn chằm chằm Vương Phong, cười lạnh nói. Không phải là mở ra mạch luân cùng lực phá 1000 cân sao, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Một đạo hào quang màu xanh lục từ tâm luân phóng ra. Lý Vân Tiêu cười gần từng bước một hướng phía trước đi đến. Mỗi bước ra một bước, liền có một đạo mạch luân tùy theo mở ra, ánh sáng mạch luân giống như ngũ thải vân hà, chiếu rọi mà ra. Hải đề luân, bản ngã luân, đỉnh luân. Từng đạo ánh sáng tỏa ra,
khắp toàn thân Lý Vân Tiêu hiện ra đủ mọi màu sắc, như thiên thần giáng thế. Bảy đạo, dĩ nhiên là bảy đạo mạch luân toàn bộ mở ra. Làm sao có khả năng? Hắn không phải rác rưởi sao? Danh xưng rác rưởi, dĩ nhiên cách nhất nguyên cảnh chỉ có một tia. Vương Phong cũng triệt để bối rối, vốn cho rằng hắn dựa vào đan dược hoặc là phương pháp tu luyện lực sĩ mới có thể đánh bại Lam Phi. Dù sao kinh mạch của Lý Vân Tiêu bị hao tổn, không cách nào tu luyện. Chuyện này năm đó huyên náo đến mọi người đều biết, thành trò cười trong thời gian rất dài. Hắn làm sao có khả năng mở ra kinh mạch, ta nhớ Lý gia từng mời qua một vị quân cấp thuật luyện sư, cũng không có chữa khỏi a. Xem cẩn thận, lực phá nghìn cân, chỉ đến như thế. Đột nhiên Lý Vân Tiêu bước ra một cước, trên mặt đất kim cương nham ẩm ẩm nứt ra vết rạn. Thân thể hắn nghiêng về sau, đột nhiên đánh ra một quyền như chớp giật, rơi vào trên đá đo lực. Ầm, một tiếng nổ đùng to lớn vang lên ở giữa sân, kinh khí ở trên đá đo lực bắn mạnh ra. Lý Vân Tiêu ở trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người chậm rãi thu hồi nắm đấm, một hố sâu lớn như quả dưa rõ ràng khắc ở trên đá đo lực. Chi, cái này không thể nào. Đạp thạch có ấn, chào thiết lưu ngân, này không phải võ sĩ mới có thể làm đến sao? Ngươi xem cái dấu ấn kia, mới tiến cấp võ sĩ cũng chưa chắc có thể oanh ra. Hắn nhất định là sử dụng võ kỹ. Không ít học viên đều khó có thể tin, đặc biệt là những người lớp học quyền quý, từng cái trợn to mắt, tựa hồ chưa từng có nhận thức qua Lý Vân Tiêu. Tuy rằng Hàn Bách cùng Trần Chân sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn ánh sáng của bảy đạo mạch luân tỏa ra, lực phá nghìn cân, vẫn là sâu sắc bị chấn động một chút. Mà những người thượng quan tình kia là từng cái mặt xám như cho tàn, lực lượng mạnh mẽ như vậy, bọn họ làm sao dám đi gây sự nữa. Lý Vân Tiêu xấu xa, dĩ nhiên ẩn giấu sâu như thế. Tần Như Tuyết lầm bầm miệng nhỏ, mặt đầy hưng phấn kêu lên. Trong sân sắc mặt khó coi nhất không ai bằng Vương Phong, nội tâm cuồng mắng tên rác rưởi Lam Phi này. Ngay cả đối phương có nguyên lực mạnh mẽ như vậy cũng không cảm giác được. Lần này mọi người đều thỏa mãn chứ? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn quét một vòng, hết thảy người bị ánh mắt của hắn điểm qua, đều dồn dập cúi đầu. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Vương Phong, cười lạnh nói. Vương lão sư, ta rất bận, đi trước. Lần này quả thực là bị tát bạt tai. Vương Phong nổi giận, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể châm chọc nói. Đừng tưởng rằng mở ra mạch luân thì ngon, ta cho ngươi biết, này chỉ là nhập môn võ đạo mà thôi. Lý Vân Tiêu xem thường liếc mắt nhìn hắn, cười to rong chơi mà đi. Tức giận đến nguyên khí trong cơ thể Vương Phong bạo loạn, lại không thể hướng về hắn ra tay, mạnh mẽ đem nguyên khí ép về dưới chân, từng đạo mạng nhện ở dưới chân hắn nứt ra. Thời điểm Lý Vân Tiêu đi tới biên giới của diễn võ trường, tiếng cười dừng lại, phía trước có một nam tử mặc áo trắng từ từ mà đứng. Khóe miệng đang cười mỉm nhìn hắn. Tự giới thiệu một chút, học viên tốt nghiệp ban, Huyền Bang bang chủ, Lam Huyền. Lam Huyền khẽ cười nói, danh tự này vừa ra khỏi miệng, nhất thời học viên bốn phía lộ ra vẻ khiếp sợ, một loại khí thế cao cao tại thượng cùng cảm giác ưu việt, không hề che giấu chút nào từ trên mặt hắn biểu hiện ra. Hắn rất muốn nhìn một chút, thời điểm Lý Vân Tiêu nghe được tên của mình, loại biểu hiện kinh ngạc cùng khủng hoảng kia sẽ thú vị cỡ nào. Nhưng rất nhanh hắn thất vọng rồi. Loại cao ngạo gì Lý Vân Tiêu chưa từng thấy, trực tiếp đưa ngón trỏ ra, khinh bỉ nói. Hừ, chó ngon không cản đường. Ngươi! Lam Huyền giận tím mặt, tức thiếu chút nữa trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ở trong học viện, học viên nào dám cùng mình nói chuyện như thế, vẫn là ở ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hắn nổi giận, sát khí từ trong đôi mắt bức xạ ra, nhưng rất nhanh áp chế xuống. Mạnh mẽ làm ra dáng vẻ tự kỷ phong độ, chỉ có điều thân thể càng ngày càng cứng ngắc không tự nhiên. A, ta không so đo với ngươi. Hôm nay tới là, vì đệ đệ vô dụng của ta. Ồ, đánh tiểu cẩu, lại đến đại cẩu. Ngươi, lẽ nào người của Lý gia, đều là không có giáo dưỡng như thế? Giáo dưỡng con mẹ ngươi, hai nhà chúng ta đấu bao nhiêu năm, chết bao nhiêu người, đệ đệ của ngươi bị ta phế bỏ, ngươi lại theo ta giảng đạo lý. Ngươi không phải ngu đần là cái gì? Tiểu súc sinh, không cần xính miệng lưỡi, ta sẽ để ngươi hối hận vì đi tới trên đời này. Lam Huyền đã duy trì không được phong độ, nổi giận chửi ầm lên. Ha ha, như vậy mới được a, lưu manh liền lưu manh, trang bức cái gì? Ngươi, ta không cùng ngươi xính miệng lưỡi,
hôm nay tới là cùng ngươi hạ chiến thư. Sắc mặt hắn tức giận đến tái nhợt, từ trên người lấy ra một phong chiến thư, mặt trên dùng bột phấn màu vàng viết chữ chiến to bằng miệng chén, mạnh mẽ hướng Lý Vân Tiêu đập tới. Hai người mâu thuẫn rất nhanh đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới, Vương Phong kiểm tra ngược lại không ai nhìn. Vừa nghe nói chiến thư, nhất thời trong mắt tất cả mọi người sáng ngời, vỉnh tai tới nghe. Lam Huyền ngẩng đầu lên, cười lạnh nói. Nguyên bản ngươi cùng đệ đệ của ta chỉ là tiểu hài tử đánh lộn, vui đùa một chút cũng không có việc lớn gì. Có điều đệ đệ này của ta quá không hăng hái, làm ra sự tình nhân thần cộng phẫn, bị đuổi học cũng là hắn đáng đời. Nhưng ta làm đại ca, cũng không thể bỏ mặc, làm sao cũng phải cho ngươi một ít giáo huấn. Xa xa Vương Phong vừa nghe, nhất thời một ngụm lão huyết suýt chút nữa trực tiếp phun ra ngoài, tức đến đỏ bừng cả mặt, hai mắt phun lửa. Vì trung hòa ảnh hướng trái chiều của Lam Phi, hắn vẫn lén lút ở trong bóng tối phân tán tin tức, nói Lam Phi bị oan, là bị Lý Vân Tiêu hãm hại gây nên. Hơn nữa ngay thời điểm rất nhiều người bắt đầu chậm rãi tin tưởng, Lam Huyền dĩ nhiên đứng ra trực tiếp thừa nhận là đệ đệ mình làm. Điều này làm cho hết thảy tâm huyết của hắn toàn bộ uổng phí, hơn nữa vì chuyện này, Lam Phi muốn về học viện độ khả thi hoàn toàn là không, coi như tại thủ đô, danh tiếng cũng triệt để bại hoại, không nhấc đầu lên nổi. Mà giờ khác này Lam Huyền đứng ra vì đệ đệ ra mặt, lại có danh tiếng thật tốt. Không chỉ để tiểu đệ của hắn càng thêm trung tâm, Lam gia cũng sẽ nhìn hắn càng cao hơn, thật là nhất cử lưỡng tiện. Sự kiện kia quả nhiên là Lam Phi làm, ta còn tưởng rằng hắn bị oan uổng chứ. Ta xem ngươi vẫn là cẩn thận một chút, ngươi là người của Huyền Bang a. Huyền Bang làm sao, tại sao phải cẩn thận một chút? Ha ha, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là ta nghe nói vật kia thật giống như di truyền. Các loại nghị luận dồn dập truyền ra, Vương Phong tức giận đến lồng ngực muốn nổ tung. Lam Huyền, người thật tàn nhẫn a. Lam Huyền một mặt thực hiện được âm mưu, nội tâm càng là hài lòng kết ra hoa rồi, hắn duỗi ngón tay, quay về Lý Vân Tiêu lớn tiếng nói. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, một là tại chỗ quỳ xuống, thế sau đó không dám đụng đến người Lam gia ta nữa. Đồng thời ngày sau thấy người Lam gia ta đều phải cúc cung nghe lệnh. Hai là theo ta chiến một trận, để ta triệt để phế bỏ ngươi, lại quỳ xuống sám hối. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nể tình ngươi tu hành không dễ, khuyên ngươi vẫn là chọn cái thứ nhất. Qua, quá ác đi, nếu như chọn cái thứ nhất, sau này còn có thể làm người sao? Đúng vậy, nhưng không chọn, cùng Lam Huyền chiến một trận, chắc chắn phải chết. Ha ha, đây chính là mặt mũi trọng yếu. Hay là tính mạng trọng yếu, nhìn Lý Vân Tiêu làm sao chọn. Tần Như Tuyết nổi giận vào tới. Lam Huyền, ngươi thật quá đáng. Ngươi là học viên ban tốt nghiệp, nghe nói đã đạt đến cửu tinh võ sĩ, còn kém một bước liền có thể tăng cấp võ sư, trực tiếp tiến vào trấn quốc thần vệ. Cùng một vũ đồ chưa tới võ sĩ khiêu chiến, ngươi còn muốn mặt sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đệ thâu đồ lót của nữ nhân, làm chuyện thương thiên hại lý. Ca ca sẽ tốt hơn chỗ nào? Lam gia bọn họ lúc nào muốn mặt qua? Lam Huyền mặt đỏ lên, lập tức tùy ý cười to nói. Không dám cứ việc nói thẳng, muốn nữ nhân ra mặt cho ngươi, đây chính là trưởng tôn của Tĩnh Quốc Công, con trai của Phi Long Đại Tướng Quân sao? Ha ha! Ha ha con mẹ ngươi, Phi! Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm nước miếng, bay thẳng đến trên mặt Lam Huyền, sức mạnh cực lớn, dĩ nhiên mơ hồ có tiếng xé gió. Sắc mặt Lam Huyền giận dữ, nhưng nhìn một cục đầm bay tới, chặn cũng không phải, chỉ có thể nghiêng người tránh ra. Lần này đặt ở trong mắt người ngoài, chính là hắn nhường đường cho Lý Vân Tiêu rồi. Lý Vân Tiêu châm chọc đi tới, giơ ngón tay giữa lên. Tuy rằng ngươi vô liêm sỉ, nhưng sự khiêu chiến của ngươi, ca nhận. Sau 3 ngày, diễn võ trường, ca sẽ đánh ngươi đến quỳ xuống liếm hài của ta. Học viên toàn trường đều sững sờ. Hàn Bách cùng Trần Chân càng sợ đến sắc mặt trắng bệch, sốt sắng chạy tới sau lưng Lý Vân Tiêu tiếp sức cho hắn, để hắn không nên vọng động. Tần Như Tuyết cũng vội la lên. Không thể, Lý Vân Tiêu ngươi không nên sinh uy phong nhất thời. Trong lòng Lý Vân Tiêu ấm áp, mặc dù 15 năm qua mình ngơ ngơ ngác ngác, kẻ vô tích sự, nhưng cũng có mấy bằng hữu chân tâm. So với kiếp trước, đứng trên đỉnh điểm đại lục, nhưng mà cô độc một người. Hắn hướng 3 người nở nụ cười, loại nụ cười như ánh mặt trời kia lập tức cảm hóa Trần Chân, Hàn Bách cùng Tần Như Tuyết,
để lo lắng trong lòng bọn họ trong nháy mắt bình phục lại, thật giống như 10 phần tin tưởng Lý Vân Tiêu sẽ nắm chắc thắng lợi. Ba người đều sững sờ, đứng chết chân tại chỗ, làm sao cũng không hiểu tại sao mình sẽ có loại cảm giác kỳ quái này, tuyệt đối không thể. Lam Huyền cũng dại ra một hồi, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng hắn vạn lần không ngờ Lý Vân Tiêu sẽ thoải mái đồng ý như vậy, chỉ lo hắn đổi ý, vội vàng nói. Đây chính là ngươi nói, sau 3 ngày nếu không tới, Già Lam học viện sẽ không có đất cho ngươi đặt chân. Lý Vân Tiêu cũng không quay đầu lại, chỉ truyền đến nụ cười nhạt. Yên tâm đi, 3 ngày này, ta không rửa chân. Ngươi! Lam Huyền tức đến xanh mét cả mặt mày, âm lãnh nhìn bóng lưng Lý Vân Tiêu rời đi, nghiến răng nghiến lợi nói. Xính miệng lưỡi mà thôi, 3 ngày sau, ta không triệt để phế bỏ ngươi, ta không mang họ Lam. Nụ cười trên mặt Lý Vân Tiêu dần dần hóa đi, trong mắt lướt qua từng tia sát khí. Lý gia cùng Lam gia ân oán kéo dài mấy chục năm, trước từ những nhóc con các ngươi bắt đầu, đến thời điểm sẽ đem toàn bộ Lam gia nhổ tận gốc. Hắn trực tiếp ra học viện, hướng thuật luyện sư công hội bước đi. Trong đại sảnh lầu 1 vẫn rộn rộn ràng ràng, Lý Vân Tiêu phóng tầm mắt nhìn lại, một thuật luyện học đồ đang hết sức chăm chú bố trí thuốc. Mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra. Hắn biết là thuốc cường lực, một loại đồ vật có thể ngắn hạn tăng lên sức mạnh của võ giả. Hiện tại chính là cuộc thi hàng năm của Già Lam học viện, thứ này vô cùng dễ bán. Học đồ kia đang hết sức chăm chú đem hồn lực hòa vào trong bồn chứa thuốc, cân bằng các loại dược tính xung đột, cũng thỉnh thoảng hướng vào trong đó tăng thêm đồ vật. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, nhịn không được nhắc nhở. Hoành luyện thảo thả nhiều rồi, bỏ một đóa ra trung hòa dược tính. Bằng 0.5 tức sau sẽ nổ tung. Học đồ này ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, phát hiện là người không quen biết, nhất thời tức giận nói. Người biết cái gì, đừng quấy rầy ta. 3 tức, 2 tức, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đếm, rốt cục ở thời điểm đọc lên 1 tức, học đồ kia hoàn toàn biến sắc, trong bồn chứa thuốc nguyên bản còn bình tĩnh, đột nhiên liền sôi trào, ầm một tiếng nổ tung ra. Này, học đồ kia triệt để dại ra. Nổ tung cũng không phải rất lớn, chỉ có điều cả người hắn một thân nước thuốc mà thôi. Trong đại sảnh lầu 1 chuyện như vậy mỗi ngày đều sẽ phát sinh mấy chục lần, vì lẽ đó cũng không có ai quan tâm. Ngươi, làm sao ngươi biết hoành luyện thảo thả nhiều? Học đồ này rốt cục giật mình hỏi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không có gì, ta ngửi thấy được, ta muốn tìm Cổ Vinh, ngươi có thể thông báo cho ta không? Ngửi thấy được. Học đồ hiển nhiên là một mặt không tin. Cổ Vinh đại sư thật giống như vẫn đang bế quan, hơn nữa ta cũng không có tư cách đi tìm hắn. Một bóng người mỹ lệ đi tới, ân cần nói. Ca, lại thất bại, ngươi không bị thương chứ? Học đồ lắc đầu nói. Không có chuyện gì, chỉ là trên người ướt, đáng tiếc những nguyên liệu này. Ai, ca thật vô dụng. Lý Vân Tiêu nhìn mỹ nữ, cười nói. Lục Giao tiểu thư. Lục Giao quay đầu lại, kinh dị nói. A. Là ngươi. Lý Vân Tiêu làm ra một bộ thân sĩ. Mỹ nhân còn nhớ ta, thực sự là vinh hạnh. Lục Giao ha ha nở nụ cười. Lần trước tấm đan phương kia của ngươi, sau khi Lương Văn Vũ đại sư xem qua, liền khen không dứt miệng. Lương đại sư khen không dứt miệng. Học đồ Lục Vũ giật mình nói. Ngươi cũng là thuật luyện sư sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Trước đây là, hiện tại còn không phải, ta muốn tìm Cổ Vinh. Mỹ nữ giúp ta thông báo đi. Lục Giao nói. Cổ Vinh đại sư, hắn vừa vặn bế quan đi ra, người theo ta đi. Nàng lập tức nói với Lục Vũ. Ca không nên nản chí, thử thêm vài lần, luôn có thể thành công. Lục Vũ khổ sở nói. Ta thật không có thiên phú trở thành thuật luyện sư. Một than cường lực dược đơn giản, thử hơn 10 lần vẫn không thể thành công. Hơn nữa những tài liệu này giá cả cực quý. Cũng không có tiền lãng phí như vậy. Hơn nữa tuổi ta cũng không nhỏ, ca dự định qua mấy ngày tìm một gia tộc nương nhờ vào. Lục Giao cả kinh nói. Ca, tuyệt đối đừng như vậy. Phải tin tưởng mình, ở trong lòng Lục Giao, ca ca vĩnh viễn là giỏi nhất. Trong mắt Lục Vũ lóe ra một chút ánh sáng, nhưng rất nhanh lại mờ đi. Những năm gần đây đều là muội muội ngươi kiếm tiền cho ta học tập, ca không muốn lại trở thành gánh nặng của ngươi. Chờ những tài liệu này hao hết, nếu như còn luyện chế không ra thuốc cường lực, vậy ta liền từ bỏ. Lý Vân Tiêu đột nhiên cười nói. Nhớ, hoành luyện thảo thả ít 3 cây,
nếu màu sắc quá nhạt, liền thêm một cây xuyên vân chi vào. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể thành công. Lục Vũ cả kinh nói. Ngươi là thuật luyện sư. Lý Vân Tiêu nói. Không phải mới vừa nói sao, trước đây là thuật luyện sư, hiện tại không. Lục Vũ. Chấm. Lục Giao khích lệ nói. Ca, ngươi chiếu hắn nói thử xem. Lần trước hắn lấy ra một phương thuốc, ngay cả Lương Văn Vũ Đại Sư cũng tán thưởng không ngớt. Lục Vũ trầm tư một lát nói. Được, vậy ta thử xem. Lý Vân Tiêu nở nụ cười, theo Lục Giao hướng lầu 2 mà đi. Lầu 2 của thuật luyện sư công hội, Lý Vân Tiêu là lần thứ nhất đi, nhưng cấu tạo thuật luyện sư tháp của toàn bộ đại lục đều nhất trí. Vì lẽ đó hắn có một loại cảm giác xe ngựa chạy đường quen. Rất nhanh đi tới trước cửa một gian phòng, Lục Giao cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa phòng. Bên trong nhất thời truyền đến âm thanh thiếu kiên nhẫn của Cổ Vinh, tựa hồ quấy rầy hắn tu luyện. Trong lòng Lục Giao cả kinh, thấp thỏm không thôi nói. Có một vị thiếu niên gọi Vân Thiếu tìm ngài. Vân Thiếu. Bên trong truyền đến tiếng khiếp sợ, tiếp theo là một trận tiếng vang lách cách, thật giống như làm đổ không ít đồ vật, một giây sau cửa phòng liền ầm ầm mở ra. Vân Thiếu. Cổ Vinh vẻ mặt sùng kính, vội vàng vọt đến, một bên lại nhường đường. Lục Giao sững sờ, vẻ mặt không thể tin tưởng, Cổ Vinh đại sư luôn luôn cao ngạo đây là làm sao? Làm sao sẽ đối với một thiếu niên khách khí như vậy? Không, không đúng, không phải khách khí, mà là tôn kính, vẻ mặt kia so với nhìn thấy hội trưởng còn muốn cung kính. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, quay về phía Lục Giao đang đờ ra nói. Ngươi đi xuống trước đi. Lục Giao vội vàng lui ra sau, Lý Vân Tiêu nhanh chân đi vào, bên trong vô cùng rộng rãi. Bày ra các loại khí tài cùng trận pháp luyện chế. Chỉ ở trong góc cực nhỏ có một khu nghỉ ngơi, vài tờ gia thú tinh xảo bày ở trên bàn, còn có một chiếc giường nhỏ nằm ở trong góc. Thân phận thuật luyện sư cực kỳ phong quang, cũng là bọn họ không ngày không đêm tu luyện đổi lấy, phía sau mỗi một vị thuật luyện sư, tuy rằng cũng có vận may, nhưng thiếu không được khổ luyện. Vân Thiếu, hồn lực của ta không chỉ hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trực tiếp đột phá, là chân chính đột phá. Cổ Vinh hưng phấn nói, từ khi đột phá tới nay vẫn không nói cho người nào, đều sắp biệt khuất chết rồi, hiện tại cuối cùng cũng coi như tìm thấy đối tượng nói hết. Hừm, chút chuyện nhỏ này liền để ngươi kích động thành như vậy. Lý Vân Tiêu lườm hắn một cái. Ta không rảnh nghe những chuyện vặt này, chờ ngươi đột phá tông cấp thuật luyện sư cấp 6, trở lại nói với ta đi. Trở thành một tên thuật luyện sư chân chính, đối với khắp cả vương quốc mà nói cũng là hỷ sự to lớn. Nhưng ở trong mắt hắn lại là chuyện vặt. Cổ Vinh nghe mà mặt đều xanh, chờ nghe được câu cuối cùng, nhất thời con ngươi chừng đi ra, ngơ ngác thất thanh nói. 6, cấp 6, tông cấp, làm sao có khả năng, ta nào có thiên phú cao như thế? Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Ngươi đương nhiên không có thiên phú như thế, nhưng phối hợp luyện hồn thuật ta dạy cho ngươi, đạt đến cấp 6 vẫn là có thể. Lần này Cổ Vinh triệt để điên cuồng, tự lẩm bẩm. Cấp 6, ta thật sự có thể đạt đến cấp 6, ngươi không gạt ta. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên thân phận của mình, có tư cách gì đáng giá ta lừa gạt. Cấp 6, ở trong mắt ta cũng chỉ là nhập môn mà thôi. Ta tìm đến ngươi là muốn ngươi giúp ta luyện chế mấy viên đan dược. Vâng, vâng. Cái trán Cổ Vinh chảy ra từng tia mồ hôi lạnh, cấp 6 chỉ là nhập môn, Vân Thiếu này tuy thần bí. Nhưng gia châu thổi cũng lớn quá đi. Lúc này Lý Vân Tiêu mới gật đầu nói. Một viên là trùng nguyên đan, một viên là bạo nguyên đan. Trùng nguyên đan, bạo nguyên đan. Cổ Vinh cả kinh nói. Hai loại đan dược này đã vô hạn tiếp cận cấp 2, ta mới vừa tới cấp 1 thuật luyện sư, sợ là luyện chế không được. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì, hiện tại bắt đầu chuẩn bị vật liệu, thời gian của ta có hạn. Cổ Vinh sững sờ, cảm tình Vân Thiếu là muốn chỉ điểm mình luyện đan. Hắn cũng là thuật luyện sư, làm sao có khả năng. Tuy nội tâm nói thầm không ngớt, nhưng Lý Vân Tiêu nói hắn là đàng hoàng nghe theo. Rất nhanh liền để người đem nguyên liệu của hai loại đan dược chuẩn bị 3 phần. Lý Vân Tiêu nói, mỗi loại luyện chế một viên là được rồi, muốn 3 phần nguyên liệu làm gì. Cổ Vinh cười khổ không thôi, Vân Thiếu này quả nhiên không phải thuật luyện sư. Ngay cả luyện chế sẽ có tỷ lệ thành công cũng không biết, liền giải thích.
Cấp 1 thuật luyện sư luyện chế đan dược cấp 1 có thể có 60% tỷ lệ thành công trở lên, nhưng cũng không phải 100%. Luyện chế loại đan dược đã tiếp cận cấp 2 như trùng nguyên đan cùng bão nguyên đan này, tỷ lệ thành công càng là cực thấp, 3 phần nguyên liệu phỏng chừng cũng không đủ. Nhưng tồn kho chỉ có 3 phần, ta đã để bọn họ nghĩ biện pháp tập hợp đến một ít. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng, không lên tiếng, đi thẳng tới trước những khí tài luyện chế kia, đảo qua một lần nói. Bắt đầu đi, người đến luyện, chiếu ta nói làm là được. Cổ Vinh có chút khó có thể tin, nhưng vẫn kiềm chế nội tâm nghi hoặc, bắt đầu dưới sự chỉ điểm của Lý Vân Tiêu luyện đan. Luyện chế đan dược quan trọng nhất chính là cân bằng dược lực, đem thuộc tính các loại dược liệu dùng hồn lực dung hợp lại với nhau, trong đó khó nhất là cân bằng dược lực. Trước tiên tinh luyện dược liệu, Cổ Vinh tản ra hồn lực, nhất thời phân loại một phần dược liệu, dựa theo Lý Vân Tiêu yêu cầu để vào trong các bồn chứa, bắt đầu tinh luyện lên. Thời gian một chút trôi qua, trong đó Lý Vân Tiêu không biết mắng ngu xuẩn, ngu ngốc bao nhiêu lần, Cổ Vinh đều cắn chặt hàm răng, từng bước một chịu đựng. Toàn bộ quá trình luyện chế, hắn hoàn toàn là đầu óc choáng váng, ban đầu còn nhớ kỹ bước đi cùng thủ pháp, đến mặt sau, hoàn toàn là máy móc nghe theo chỉ huy, cả người hầu như hư thoát. Lý Vân Tiêu ra lệnh một tiếng, Cổ Vinh đã sớm không chống đỡ được, giống như đại xã, vội vàng thu hồn lực, nguyên khí từ trong tay bắn nhanh ra, hai viên đan dược xoay tròn ở trên không trung mấy lần, liền rơi vào trong tay. Trùng nguyên đan, bạo nguyên đan, thật sự thành công. Cổ Vinh run cầm cập liên tục, hồn lực hao hết rồi cũng không cảm thấy mệt, kích động nói. Hơn nữa là hai viên đồng thời luyện chế, trời ạ, vừa nãy ta đã làm những chuyện gì, sao có thể có chuyện đó. Vừa nãy lúc luyện chế bị mắng, mặt đầy oan ức cũng quét một cái sạch sành xanh, hận không thể mỗi ngày đều nghe Vân Thiếu mắng ngu xuẩn, ngu ngốc, chỉ cần có thể chỉ điểm hắn luyện chế. Lý Vân Tiêu từ trong tay hắn lấy ra hai viên đan dược, liếc mắt nhìn liền cau mày nói. Làm sao độ tinh khiết thấp như thế? Luyện chế ra loại đồ bỏ đi này, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Con ngươi Cổ Vinh lồi ra, vừa định nói ngươi không phải thuật luyện sư, làm sao biết hàm nghĩa luyện chế ra hai viên đan dược này. Nhưng nhất thời vừa nghĩ, vừa nãy mình luyện chế đều là ở dưới sự chỉ đạo của hắn tiến hành, muốn nói Vân Thiếu không phải thuật luyện sư, đánh chết hắn cũng không tin. Hiện tại Lý Vân Tiêu ở trong mắt hắn không chỉ là thuật luyện sư, hơn nữa là tồn tại vượt qua hắn nhận thức. Nghĩ tới đây, nhất thời liền câm miệng, lại nghĩ trước đó hắn nói, mình có thể lên đến cấp 6 tông cấp thuật luyện sư, không khỏi có chút tin tưởng lên. Cả người càng là kích động run rẩy không ngớt. Xem dáng dấp người cũng gần như hư thoát, còn phải tự ta tinh luyện một hồi, phiền phức. Lý Vân Tiêu lầm bầm nói. Chỉ là tinh luyện, hiện tại hồn lực cao cấp học đồ của ta cũng đầy đủ. Hắn đem đan dược dùng hồn lực gói lại, lần thứ hai cho vào trận pháp, hai tay bấm quyết, từng đạo âm hỏa từ trên trận pháp bắn mạnh lên, hướng đan dược này cuồn cuộn thiêu đi. Tinh luyện. Cổ Vinh nhất thời há hốc mồm. Luyện thành thành phẩm cũng có thể tinh luyện. Không phải chỉ có nguyên liệu mới có thể tinh luyện sao? Lý Vân Tiêu chẳng muốn giải thích với hắn những chuyện này, hai tay không ngừng biến hóa ấn quyết, cẩn thận khống chế hỏa diễm trên trận pháp thiêu đốt. Cổ Vinh thì mở to hai mắt, nháy mắt cũng không dám nháy. Thủ pháp luyện chế của Lý Vân Tiêu hắn chưa từng thấy, nhưng một ấn vừa ra, lại có thể cho hắn một loại cảm giác tự thành, trong mơ hồ tựa hồ ẩn chứa cái gì. Hắn luôn cảm giác thứ này vô cùng trọng yếu, nhưng khổ nỗi không bắt được, gấp đến hắn muốn nhảy lên. Xong rồi, hô! Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, đem hai viên đan dược đã tinh luyện thả ở trong tay nhìn một chút, tựa hồ vẫn như cũ cực kỳ bất mãn, thở dài nói. Cũng chỉ có thể tinh luyện đến trình độ này, hồn lực của ta quá thấp. Có trùng nguyên đan, trong vòng 3 ngày hắn hoàn toàn chắc chắn có thể xung kích đến nhất nguyên cảnh. Mới chắc chắn đánh bại cửu tinh võ sĩ Lam Huyền, vì để ngừa vạn nhất. Còn có một viên bão nguyên đan dự bị, như vậy có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Cổ Vinh yên lặng suy tư, tổng cộng dùng 72 loại thủ pháp. Hắn nỗ lực đem những thủ pháp này mạnh mẽ khắc ở trong đầu, trong lúc vô tình nhìn đan dược trong tay Lý Vân Tiêu một chút, nhất thời đầu óc trống rỗng, thất thanh nói. Thuần phẩm đan. Đan dược ngoại trừ theo cấp bậc phân chia ra, còn có phân chia độ tinh khiết, bình thường độ tinh khiết 90% trở lên là thuần phẩm đan. Nhưng thuần phẩm đan hình thành ngoại trừ thực lực của thuật luyện sư ra, bao nhiêu cũng dựa vào chút vận may.
Lý Vân Tiêu không chỉ có thể trực tiếp tinh luyện đan dược sắp thành phẩm, càng có thể tinh luyện ra thuần phẩm đan, để đầu óc của Cổ Vinh có chút không đủ dùng, 72 loại thủ pháp kia cũng quên mất. Ngơ ngác đứng ở trong phòng đờ ra, ngày hôm nay có quá nhiều chuyện vượt qua thường thức của hắn, để hắn triệt để bối rối. Chờ đến thời điểm phục hồi tinh thần lại, phát hiện Lý Vân Tiêu đã đi rồi, nhất thời hối hận không thôi. Vội vàng mang giấy bút tới, đem nội tâm suy nghĩ, nghi hoặc dồn dập ghi chép lại. Thời điểm Lý Vân Tiêu đi ngang qua phòng khách lầu 1, nghe thấy Lục Vũ hưng phấn kêu to. Thành công, ta rốt cục thành công. Lục Giao nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, vừa vặn nhìn thấy Lý Vân Tiêu, liền cảm kích mỉm cười. Lý Vân Tiêu duỗi ra ngón tay cái, cho một biểu hiện cổ vũ, liền rời khỏi thuật luyện sư công hội, trở lại Già Lam học viện, bắt đầu bế quan tu luyện. Lấy thực lực vũ đồ đỉnh cao hiện tại của hắn, cũng sẽ không sợ Lam Huyền, nhưng nếu muốn đánh bại đối phương, nhất định phải ngưng luyện ra nguyên khí, bước vào nhất nguyên cảnh mới có thể. Phải biết vượt cấp khiêu chiến cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì, nhưng đẳng cấp hai người cách biệt quá lớn, thì tất cả kỹ xảo đều không có tác dụng. Nguyên khí của cửu tinh võ sĩ mạnh, đã không phải vũ đồ có thể chống đối. Mấy ngày nay, Hàn Bách cùng Trần Chân đều đi tìm hắn mấy lần, nhưng vô công mà về, chẳng ai nghĩ tới hắn sẽ ở trọng lực thất, ngẩn ngơ chính là 3 ngày. Già Lam học viện, trong phòng làm việc của viện trưởng. Trung Ly Sơn nghe Lạc Vân Thường biểu hiện trong khoảng thời gian này, nét mặt già nua cười đến nở hoa. Vân Thường, không nghĩ tới người thật sự lên cấp thuật luyện sư, ha ha, mấy trăm năm qua, người có thể nói là người số một kế Dương Địch. Có điều. Hắn lập tức sừng sộ lên, cả giận nói. Chuyện quan trọng như thế người dĩ nhiên không sớm thông báo ta. Đợi thiệp mời của bệ hạ Thiết Yến quần thần đến, ta mới biết. Người để mặt ta hướng về nơi nào thả hả? Lạc Vân Thường lúng túng nở nụ cười. Ta không nghĩ tới thiệp mời của bệ hạ sẽ đến nhanh như vậy. Bởi vì mới tấn cấp, hồn lực còn có chút bất ổn, mấy ngày nay ta đều đang bế quan ổn định hồn lực. Định vừa ra liền nói cho viện trưởng đại nhân. Trung Ly Sơn phất tay nói. Việc này thì thôi, trong những người trẻ tuổi, ngươi là ta coi trọng nhất. Mới 21 tuổi, liền đạt đến tứ tượng cảnh, cấp một thuật luyện sư, tiền đồ không thể đo lường. Ta dự định trên yến hội lần này thông cáo mọi người, thăng ngươi thành Già Lam học viện phó viện trưởng. Phó viện trưởng, Lạc Vân Thường giật mình nói. Này sao có thể, ta? Trung Ly Sơn trực tiếp ngắt lời nàng nói. Ngươi cũng không được. Ta liền không nghĩ ra người thứ hai. Trong học viện xác thực còn có chút lão quái vật tu vi cao hơn ngươi, nhưng đã lớn tuổi, hơn nữa ngươi còn kiêm tu hồn thuật. Quan trọng nhất là, ngươi là một trong 5 vị thống lĩnh của Trấn Quốc thần vệ, cũng chỉ có ngươi đảm nhiệm, mới có thể làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Lạc Vân Thường im lặng không lên tiếng, nếu từ chối sợ là Trung Ly Sơn sẽ không cao hứng, trong phòng làm việc lập tức yên tĩnh lại. Đột nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng huyên náo. Nhìn thấy rất nhiều bóng học sinh dồn dập hướng về diễn võ trường lao đi. Lạc Vân Thường kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì, làm sao đều tới diễn võ trường? Trung Ly Sơn cười nói. Nói đến cũng thú vị, là Lý Vân Tiêu của lớp ngươi, tiếp nhận chiến thư của Huyền Bang Lão Đại Lam Huyền, dự định ngày hôm nay tại diễn võ trường vì chuyện của Lam Phi phân cao thấp. Lý Vân Tiêu tiếp nhận chiến thư của Lam Huyền. Lam Phi. Lạc Vân Thường thất thanh kêu lên. Trong khoảng thời gian ta không có mặt, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung Ly Sơn đem việc phát sinh đơn giản nói một lần, cuối cùng hừ nói. Những con em quyền quý tại học viện càng ngày càng coi trời bằng vung, để bọn họ đấu một trận cũng tốt. Lam Phi bị khai trừ rồi. Lạc Vân Thường choáng váng, lập tức lo lắng nói. Không được, ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Lý Vân Tiêu ngay cả một mạch luân cũng không thể mở, làm sao đánh thắng Lam Huyền? Đây rõ ràng chính là tìm ngược. Trong mắt Trung Ly Sơn lóe ra một tia kinh ngạc. Mạch Luân cũng không thể mở. Vân Thường, người ta đều bị Vân Thiếu này lừa. 3 ngày trước kiểm tra ở diễn võ trường, hắn trực tiếp mở ra 7 đạo Mạch Luân, quyền phá 1000 cân. Kha kha, tiểu tử này lại có tâm cơ như thế, ẩn giấu sâu như vậy. Hiện tại sợ là đã đột phá đến nhất nguyên cảnh. Lý Vân Tiêu quyền phá 1000 cân, đột phá đến nhất nguyên cảnh. Lần này Lạc Vân Thường thực sự là triệt để dại ra, lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng, nếu như hắn ẩn giấu tu vi, không thể giấu giếm được con mắt của ta. Có thể là mấy ngày nay mới đột phá, chắc chắn sẽ không,
vậy thì càng hoang đường. Nàng đột nhiên đi ra ngoài cửa, trầm giọng nói. Không được, mặc dù đột phá đến nhất nguyên cảnh, cũng không thể là đối thủ của Lam Huyền. Lam Huyền ở trên Tiểu Phong Vân bảng xếp hạng thứ ba, sợ là cách võ sư chỉ có một đường. Trong đầu nàng lướt qua bóng người của Lý Vân Tiêu ở trong lớp ngày đó, tổng làm cho nàng cảm thấy cùng ngày xưa rất khác nhau, ánh mắt như tinh thần kia càng làm cho nàng có chút không yên. Hơn nữa mình cũng được hắn chỉ điểm, mới có thể thuận lợi đột phá đến cấp một thuật luyện sư, quyết không thể trơ mắt nhìn hắn bị người phế. Trung Ly Sơn hơi kinh ngạc. Ta cùng đi với ngươi, cũng nhìn hiện tại học viên là cái trình độ gì. Tiểu Phong Vân bảng thứ ba, khà khà, thú vị. Ở trong trọng lực thất gấp 10 lần, Du Hòa Chính thực sự không nhịn được nói. Lan Đoá, ngày hôm nay tên rác rưởi kia cùng Lam Huyền quyết đấu, chúng ta thật sự không tới nhìn xem sao. Trong mắt La Lan Đoá lóe ra một tia chán ghét, đối với Du Hòa Chính càng ngày càng không có hảo cảm. Ngươi đến xem đi, ta không rảnh. Lam Huyền ở trên Tiểu Phong Vân bảng xếp hạng chỉ đứng sau Lâm Đại Ca, thằng hề kia đi tới cũng chỉ là tăng trò cười mà thôi. Có điều Lam Huyền cũng không hơn gì. Chỉ biết nắm quả hồng nhũn. Chỉ có Lâm Đại Ca cùng Bạch Thành Phong mới là cường giả chân chính trong lòng ta. Thời điểm Du Hòa Chính nhìn nàng nhắc tới Lâm Vũ, thần thái trên mặt hơi cương, trong lòng cảm giác khó chịu. Nếu ngươi không đi, vậy tự ta đi. Ta đã sớm muốn nhìn tên rác rưởi này chết làm sao. La Lan Đoá nhìn bóng lưng Du Hòa Chính rời đi, khinh thường nói. Mình không có bản lĩnh đánh bại Lý Vân Tiêu, nhìn người ta bị đánh cũng đã nghiền. Không nghĩ tới Du Hòa Chính không có chí khí như vậy. Ngay thời điểm bóng người của Du Hòa Chính từ trong trọng lực thất truyền đi. Ánh mắt của nàng bỗng nhiên nhảy một cái, nhìn thấy một cái bóng quen thuộc, kéo lấy thân thể uể oải, cũng đi tới truyền tống trận. Cái bóng kia ngoại trừ uể oải ra, lại cho nàng một loại cảm giác cô tịch, ngạo nhiên. Làm cho tâm thần nàng chấn động, trong lòng khó có thể ức chế cả kinh nói. Lý Vân Tiêu. Trên diễn võ trường từ lâu đã tụ tập lượng lớn học viên, một loạt phía trước càng là người của Huyền Bang chiếm cứ, từng cái hai tay ôm ở trước ngực, trên người tỏa ra khí thế mạnh mẽ, khiến người ta không dám tới gần. Bọn họ chơi chính là lớn tiếng dọa người, tỉ thí còn chưa có bắt đầu, liền từ khí thế làm cho đối phương sợ hãi. Nhưng để bọn họ thất vọng là, khí thế tản đi nửa ngày, cũng không thấy bóng Lý Vân Tiêu đâu, mà những người Huyền Bang này mỗi cái lại đầu đầy mồ hôi. Sắp không chống đỡ được nữa. Chẳng lẽ tiểu tử kia không đến? Không đến mới bình thường, dù sao mất mặt cũng hơn bỏ mạng. Tất cả mọi người nghị luận một trận, trong lòng dồn dập chửi bới Lý Vân Tiêu, lại làm cho bọn họ bị hớ. Sắc mặt Lam Huyền cũng có chút xanh lên, ngồi ngay ngắn trên diễn võ trường, nghe mọi người nghị luận, hắn trực tiếp nhắm mắt làm ngơ. Hàn Béo, người nói Lý Vân Tiêu đến cùng có đến hay không? Trong lòng Tần Như Tuyết cũng thấp thỏm không ngớt, vừa hy vọng hắn đến, vừa hy vọng hắn đừng đến. Ta cũng không biết, mấy ngày nay không thấy hắn đâu, sẽ không phải là chạy trốn chứ. Đột nhiên Hàn Bách nghĩ đến loại khả năng này, có chút ngạc nhiên nói. Trần Trân cũng ngẩn ra, lập tức đầu lắc như trống bỏi. Tuyệt đối không thể, nếu thật sự là như vậy, vậy hắn không xứng là truyền nhân Lý gia, cùng không xứng để chúng ta đi theo. Nam nhân có thể chết. Nhưng không thể nhẫn nhục trộm sinh. Tần Như Tuyết nghe mà một trận buồn bực, cả giận nói. Cái gì trộm sinh, ngươi nói chuyện êm tai một chút. Các ngươi xem, tên rác rưởi kia đến rồi. Ngay thời điểm mấy người ở đây đều thiếu kiên nhẫn, một thanh âm gọi lên. Mọi người vội vàng quay đầu đi, chỉ thấy ở hơn 100 mét, dưới pho tượng của Vũ Đế Cổ Phi Dương, một thân áo xanh hoàn toàn bao phủ ở trong ánh chiều dương, thong thả từ tốn. Thật giống như ngao du ngắm phong cảnh, trong miệng tựa hồ còn khẽ hát. Qua, hắn lại vẫn dám đến, anh hùng a. Ha, không đầu óc, chỉ biết xính uy phong nhất thời, ngày hôm nay khó có thể thoát chết. Lam Huyền là cửu tinh đỉnh cao võ sĩ a, người đoán hắn có thể chịu được mấy chiêu. Mấy chiêu, ha ha, một chiêu có thể không chết coi như hắn lợi hại. Nguyên bản diễn võ trường chật ních, học viên dồn dập tránh ra hai bên. Nhường ra cho hắn một con đường. Đại đa số người trên mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác, một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Đều tránh ra cho ta. Tần Như Tuyết tức đến nổ phổi, từ trong đám người ép ra ngoài, vọt tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Người kẻ ngu này, sao lại thật sự đến rồi? Còn không mau trở lại, hắn sẽ giết ngươi.
Trần Trân cũng ép ra ngoài. Vân Thiếu, người đến cùng là nghĩ như thế nào a? Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút ấm áp, cũng chỉ có mấy bằng hữu này là quan tâm hắn a. Đột nhiên một bóng người thoáng hiện, Lạc Vân Thường xuất hiện ở trước mặt hắn, cả giận nói. Nhanh cút về, không cho hồ đồ, hiện tại ta tuyên bố quyết đấu bị thủ tiêu. Cái gì, thủ tiêu? Tất cả mọi người đều thất kinh, dồn dập tức giận mắng. Chẳng trách tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai có một chiêu như thế. Ngoá, thực sự là mất hết mặt của Lý gia. Bản thân hắn là một tên rác rưởi, đã sớm mất hết, lại ném một lần cũng không đáng kể. Các loại tiếng mắng dồn dập truyền đến, sắc mặt của Trần Trân cùng Hàn Bách đều tái xanh, tức giận đến cả người run rẩy. Lạc lão sư, đây là giữa học viên quyết đấu, người há có quyền tự ý thủ tiêu. Một lão sư tên gọi Hiên Bình đột nhiên đứng lên trầm giọng nói. Huống hồ, Lạc lão sư ngươi là người của Trấn Quốc thần vệ, tựa hồ không tiện tham dự việc này đi. Hai người quyết đấu đã hấp dẫn không ít lão sư đến quan sát, cũng không phải là thực lực của hai người cách biệt quá xa, mà là hai người có bối cảnh đặc thù, vừa vặn đại diện cho hai thế lực lớn nhất của Thiên Thủy Quốc. Mà lão sư của học viện cũng không phải chỉ lo thân mình, không ít người đều lệ thuộc vào trận doanh của hai thế lực lớn. Mà Trấn Quốc thần vệ, chính là cơ cấu vũ lực mạnh nhất của Thiên Thủy Quốc, do bệ hạ trực tiếp thống lĩnh. Trong mắt Lạc Vân Thường bắn mạnh ra tinh mang, ép thẳng tới Hiên Bình, lạnh lùng nói. Ta chỉ biết Lý Vân Tiêu là học sinh của ta, ta liền có nghĩa vụ bảo vệ hắn an toàn, Hiên lão sư nói như vậy, vậy ngươi là người thuộc về thế lực nào? Hiên Bình biến sắc, kiên quyết lắc đầu nói. Ta không thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ có điều thân là lão sư học viện. Không tiện tham dự học viên tư đấu, phải công bằng công chính, không thiên vị bất kỳ bên nào. Lý Vân Tiêu cướp trước Lạc Vân Thường nói. Lạc lão sư, ta là học viên của ngươi, vì sao ngươi lại muốn giữ gìn Lam Huyền đây? Hiên lão sư nói rất đúng, phải làm đến công bằng công chính, không thiên vị bất kỳ bên nào. Các ngươi đều lui xuống đi, ta phế bỏ hắn xong lại nói chuyện tiếp. Mấy người Lạc Vân Thường đều sững sờ, tiểu tử ngươi đầu óc có vấn đề sao? Có phải là bị hoàn cảnh này dọa sợ? Ngay thời điểm bọn hắn kinh ngạc, Lý Vân Tiêu đã đạp lên diễn võ trường, từng bước một đi về phía Lam Huyền. Ai, tên khốn kiếp này? Lạc Vân Thường tức bực dậm chân, nàng là không cách nào ngăn cản quyết đấu. Nhưng toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú lên, làm tốt chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay cứu viện. Bất luận như thế nào cũng không thể để Lý Vân Tiêu bị phế. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Lam Huyền đứng lên, lạnh giọng châm chọc nói. Ngươi cho rằng nói nhiều mấy câu, liền có thể kéo dài sự tồn tại của ngươi sao? Nằm mơ. Lý Vân Tiêu quát lạnh một tiếng, dưới chân bước ra một bước, một luồng kinh khí từ trên người hắn tản mát ra. Võ sĩ, tiểu tử này thật sự lên cấp võ sĩ. Nội tâm Lạc Vân Thường chấn động dữ dội, tuy rằng Trung Ly Sơn nói với nàng, nhưng tận mắt thấy vẫn là cực kỳ chấn động. Nàng có thể khẳng định mấy ngày trước. Lý Vân Tiêu còn là phế vật ngay cả một mạch luân cũng không có mở ra. Làm sao có khả năng, tiểu tử này dĩ nhiên là nhất nguyên cảnh võ sĩ. Tất cả học viên dồn dập kinh hãi không thôi, như là nện gõ ở trong tim đám người, trong lòng phi thường kinh hãi. Chẳng trách đệ đệ vô dụng của ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi ẩn giấu thật đủ sâu a. Lam Huyền cười lạnh nói. Có điều vận may cũng chỉ tới đó mà thôi. Khí thế trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra, từng luồng kinh khí dâng trào, không khí bốn phía tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, học viên ở gần bốn phía diễn võ trường tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực mơ hồ. Quả nhiên là cửu tinh đỉnh cao võ sĩ, Lam Huyền này thật mạnh, sợ là không tới một tháng, liền có thể đột phá đến nhị phân cảnh, trở thành võ sư. Hiên Bình đang ở chỗ quan sát khen không dứt miệng. Các ngươi nói. Lý Vân Tiêu này có thể chống đỡ mấy chiêu? Mấy chiêu? Một giáo sư khác cười nói. Ngươi xem khí thế của hai người, sợ là vừa đụng vào liền bị nghiền ép nát. Lần trước Tiêu Thần thống lĩnh cũng rất tán thưởng Lam Huyền thiếu gia, có ý tứ mời chào Huyền thiếu. Ồ! Mắt Hiên Bình sáng lên, vui vẻ nói. Huyền thiếu chỉ kém một bước là có thể lên cấp võ sư, trở thành Trấn Quốc thần vệ là sự tình chắc như đinh đóng cột. Nếu như Lý Vân Tiêu có thể đỡ lấy một chiêu của hắn mà bất tử, này ngược lại cũng là kỳ tài. Ở một bên Vương Phong trầm mặc không nói, trong mắt cực kỳ âm trầm. Tuy rằng hắn cũng là phe phái Lam gia,
nhưng chỉ đứng bên cháu ngoại trai của mình. Hiện tại cháu ngoại trai bị khai trừ, nhìn đối thủ cạnh tranh của cháu mình làm náo động lớn, nội tâm hết sức ngột ngạt. Hắn hận không thể nhìn Lý Vân Tiêu cho hắn kỳ tích thật lớn, triệt để đánh phế Lam Huyền. Nhưng nội tâm cũng biết đây chỉ là si nhân nằm mơ. Một chiêu, ta xem không hẳn. Đột nhiên Trung Ly Sơn vẫn không mở miệng trong đôi mắt tinh mang lóng lánh, nhìn chằm chằm bước tiến của Lý Vân Tiêu trên diễn võ trường, rất có ý vị nói. Các ngươi đều coi thường Lý Vân Tiêu kia, trận quyết đấu này, thật sự là có chút đáng xem. Sư lão sư cũng sững sờ, Lạc Vân Thường cũng có chút giật mình không rõ, dương mắt nhìn lên, Lý Vân Tiêu chỉ là chậm rãi đến gần Lam Huyền, động tác vô cùng chậm, thật giống như ở dưới uy thế của đối phương nửa bước khó đi, mỗi bước ra một bước, đều phải tiêu hao tinh lực rất lớn. Người ở chỗ này, chỉ có Trung Ly Sơn mơ hồ cảm giác không đúng, hắn là ngũ hành cảnh vũ vương cường giả, đã phát hiện không khí bốn phía Lý Vân Tiêu hơi khác thường. Theo hắn mỗi bước ra một bước, toàn bộ không gian đều giống như đang chấn động. Trong nháy mắt này hắn tựa hồ có loại ảo giác, thiên địa quy tắc ở xung quanh, tựa hồ đang theo bước tiến của hắn, như có sinh mệnh nhảy lên. Chi? Nghĩ tới đây, Trung Ly Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, sao có thể có chuyện đó? Có điều bước tiến của tiểu tử này tuyệt đối là một loại bí pháp, chỉ ít kéo theo khí thế bốn phía, cùng tần suất bước tiến của hắn nhất trí, võ kỹ thật là cao thâm. Trải qua Trung Ly Sơn đề điểm, tựa hồ Lạc Vân Thường cũng nhìn ra chút vấn đề, rơi vào trong trầm tư. Rác rưởi, ở dưới khí thế của ta cũng đã nửa bước khó đi, còn muốn đánh với ta. Lam Huyền khinh bỉ cười to lên, lượng lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào trong tay phải của hắn, từng vòng nguyên khí như gợn nước lan ra, thật giống vòng xoáy trên mặt biển, hiện ra lực lượng xoay tròn. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, đem ngươi đánh quỳ xuống nhận sai. Để cho Lý gia các ngươi triệt để không nhấc đầu lên nổi. Lam Huyền dự định một chiêu chiến thắng, dựng lên uy vọng. Lưu Vân kiếm quyết, tinh toàn trưởng. Một trưởng đẩy ra, nguyên khí bốn phía điên cuồng kéo lại đây, hình thành một luồng khí xoáy, phô thiên cái địa hướng Lý Vân Tiêu phủ xuống. Hóa kiếm thành trưởng, trưởng như tinh thần, được. Hiên Bình không nhịn được ủng hộ lên, một ít lão sư còn lại tuy rằng không ưa Hiên Bình nịnh hót trần trụi, nhưng cũng lộ ra thần sắc tán thưởng. Chỉ có Trung Ly Sơn vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nhưng đã nghiêm nghị lên. Trên mặt Lý Vân Tiêu cười lạnh, đột nhiên nguyên khí toàn thân hội tụ trên hai chân, bỗng nhiên bắn mạnh mà lên. Thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lăng không dựng lên. Kim cương nham thạch trên mặt đất trong nháy mắt bị dẫm thành phấn vụn. Xảy ra chuyện gì, thật nhanh. Lam Huyền biến sắc, tốc độ của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên trực tiếp phá tan quyền phong của hắn bao phủ, cả giận nói. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Tay phải của hắn biến đổi, vòng xoáy đột nhiên khuếch tán ra, phạm vi công kích tăng lên mấy lần. Dù Lý Vân Tiêu bay lên trời cũng không thể tránh khỏi. Hừ, Nguyệt Bộ, di hình hoán ảnh. Thời điểm mọi người ở đây mở to hai mắt, nhìn hắn làm sao đón đỡ một chiêu này, thân thể hắn từ trên không trung đột nhiên hóa thành tàn ảnh, lấy một tư thế kỳ dị bỗng dưng lướt ngang vài thước, mạnh mẽ tách ra công kích. Làm sao có khả năng? Đây là thân pháp gì? Lâm không vượt qua. Con người của Lam Huyền mở lớn, mắt muốn chừng đi ra. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều há mồm trợn mắt, bóng người của Lý Vân Tiêu từ trên không trung trực tiếp đạp ra một bước, như Lâm không vượt qua, dĩ nhiên không có rơi xuống. Theo một cước này của hắn hạ xuống, trong hư không tựa hồ có lực lượng nào đó bị dẫn dắt, trong lòng mỗi người đều hơi chấn động một cái. Con người của Trung Ly Sơn đột nhiên mở to, ngơ ngác từ trên ghế nhảy lên. Những người khác không rõ ràng, nhưng hắn lại hiểu, bước đi kia của Lý Vân Tiêu, chính là kéo dài của bước tiến lúc trước. Bất kể là tần suất hay thời gian, đều giống như đúc, vừa đúng. Nói cách khác, hắn tránh né chiêu thức của Lam Huyền, cũng không phải là đánh không lại. Mà là vì hoàn thành bước tiến kỳ dị kia, theo bước cuối cùng này bước ra, tiết tấu trong thiên địa bắt đầu chuyển động theo hắn. Bỗng nhiên, từng đạo kim quang từ trên người hắn phóng ra, cả người từ trên trời rơi xuống, khí thế trong thiên địa tựa hồ bị dẫn dắt, điên cuồng tràn vào quanh người hắn, làm cho người ta cảm giác giống như bầu trời sụp xuống, vạn vật hội tụ một đường. Mượn thiên địa tư thế. Trung Ly Sơn ngơ ngác thất sắc, hai mắt đăm đăm. Hắn cuối cùng đã rõ ràng tác dụng của bước tiến kia, là vì điều động sức mạnh trong thiên địa, cũng chính là dựa thế. Khí thế trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng mạnh,
thật giống như thiên thạch vũ trụ, hai tay không ngừng biến hóa các loại ấn quyết, từng đạo tàn ảnh hiện lên ở quanh thân. Lúc này, ba cái thủ ấn vàng chói lọi biến ảo mà sinh, vô số lực lượng ở không gian xung quanh tràn vào, ánh sáng càng ngày càng mạnh. Trong miệng Lý Vân Tiêu khẽ nói, phù sinh nhược mộng, phi hồng hữu ấn. Ba ánh vàng hợp nhất, giống như thiên thạch rơi xuống đất. Một đạo trưởng ấn kim quang chói lọi, từ trên trời giáng xuống. Phù sinh ấn, dĩ nhiên là phù sinh ấn. Trong mắt Trung Ly Sơn không che giấu nổi vẻ hoảng sợ. Lấy thực lực của Lý Vân Tiêu căn bản là không cách nào sử dụng phù sinh ấn, chỉ có điều động lực lượng thiên địa để bản thân sử dụng, mượn ngoại lực mới có thể hoàn thành một chiêu này. Nhưng mà, mượn lực lượng thiên địa, cần không chỉ là kỹ xảo, càng nhiều chính là lĩnh ngộ đối với lực lượng thiên địa, con đường mà ngay cả ta cũng không cách nào dòm ngó, hắn là làm sao làm được. Trung Ly Sơn có chút thất thần, chăm chú nhìn đạo phù ấn như mộng kia. Chẳng lẽ hắn là đệ tử của Dương Địch? Đây là phù sinh ấn của Dương Địch đại nhân. Lạc Vân Thường dại ra ở đó, lẩm bẩm nói. Làm sao có khả năng, hắn chỉ là nhất tinh võ sĩ, làm sao có thể triển khai phù sinh ấn? Hắn cùng Dương Địch đại nhân là quan hệ gì? Tất cả mọi người đều triệt để dại ra, đừng nói tình thế chuyển đổi nhanh chóng làm cho tất cả mọi người không cách nào thích ứng. Loại võ kỹ khí thế ngập trời kia mấy người trong bọn họ từng gặp. Tất cả đều trợn to trong mắt, trong đầu trống rỗng. Ngay thời điểm tất cả mọi người triệt để bị chấn trụ, Lam Huyền ở trên diễn võ trường cũng hoàn toàn dại ra, thiên oai phô thiên cái địa kia, trưởng ấn chưa đến, chiến ý cũng đã tan vỡ, y phục trên người trong nháy mắt hóa thành cho bụi, trên da thịt cũng bắt đầu nứt ra từng đạo vết máu. Phù sinh ấn đánh vào trên người Lam Huyền, cả người tuôn ra một vệt kim quang liền bay ra ngoài. Thật giống như một quả khí cầu đột nhiên lọt khí, ở trên không trung phu ra một ngụm máu tươi. Trực tiếp đập ra mấy chục mét, ngã xuống đất rất xa, kim cương nham thạch nát một mảng lớn. Hô! Thân thể của Lý Vân Tiêu rốt cục rơi trên mặt đất, hít sâu một hồi, sắc mặt cả người trắng xanh, thân thể cũng đang run rẩy nhẹ nhẹ. Vừa nãy một hồi đã lấy sạch toàn bộ nguyên khí của hắn, thiên địa oai mượn tới cũng tan thành mây khói. Yên tĩnh, toàn trường tuyệt đối yên tĩnh. Nếu thời điểm Lý Vân Tiêu triển khai thân pháp di hình hoán ảnh, mọi người vẫn có tiếng nghị luận. Nhưng sau khi hắn sử dụng tới phù sinh ấn, đã triệt để yên lặng như tờ. Vào thời khắc ấy Lam Huyền bị thua cũng có người ý tưởng đến, chỉ có điều thời điểm thực phát sinh, vẫn là làm cho tất cả mọi người trợn mắt há mồm. Một chiêu, Lý gia đại thiếu gia vẫn không lộ ra trước mắt người đời, bị gọi là phế vật, một chiêu liền đánh bại xếp hạng thứ ba trên tiểu phong vân bảng, cửu tinh đỉnh cao võ sĩ huyền bang bang chủ. Hơn nữa là không có chút hồi hộp nào. Làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục, vừa nãy một chiêu phù sinh ấn kia mượn thiên địa oai, sâu sắc ấn vào trong đầu tất cả mọi người, lái đi không được. Giờ khắc này tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn kết quả hoàn toàn bất ngờ, bao quát Trung Ly Sơn, Lạc Vân Thường, Hiên Bình, Vương Phong, Tần Như Tuyết, Trần Chân, Hàn Bách, Du Hòa Chính, còn có hết thảy đệ tử huyền bang, hết thảy người ở trong tràng, đại não đều trống rỗng. Sắc mặt Lý Vân Tiêu hết sức trắng xám, bắt đầu miệng lớn hô hấp lên, khôi phục khí lực tiêu hao trên người. Vừa nãy chiến pháp mượn thiên địa tư thế kia cũng chỉ có đối với những võ giả cấp thấp mới dùng được, bởi vì cần chuẩn bị thời gian quá dài. Giữa các võ giả cao cấp chiến đấu, thay đổi trong nháy mắt, ai cũng sẽ không cho ngươi thời gian dựa thế lâu như vậy. Hắn lạnh lùng từng bước một đi đến chỗ Lam Huyền. Tại sao lại như vậy? Thất bại, Lam Huyền dĩ nhiên thất bại. Hơn nữa bại chật vật như vậy, thương tích đầy mình như vậy. Trời à, hắn là cửu tinh võ sĩ à, Lý Vân Tiêu này chỉ là nhất tinh võ sĩ, chênh lệch làm sao có khả năng to lớn như thế. Trung Ly Sơn cũng có chút bối rối, con người hắn đột nhiên nhíu lại, quát to. Dừng tay, thanh âm như hồng trung, học viên toàn trường tâm thần chấn động. Lý Vân Tiêu một cước giẫm về đan điền của Lam Huyền, Trung Ly Sơn hét lớn một tiếng. Hai con mắt hắn nhất thời lóe lên, cười lạnh nói. Ta nói rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Mặc dù Lam Huyền trọng thương ngã xuống đất, không thể động đậy, nhưng thần thức vẫn tỉnh táo, mắt thấy chân của Lý Vân Tiêu ở trong con ngươi hắn càng lúc càng lớn, nội tâm dâng lên hoảng sợ vô hạn, người điên, người này là người điên. Ngay cả viện trưởng cũng dám trái ý, lẽ nào hắn không sợ bị khai trừ sao? Cứu ta, ai tới cứu ta? Một cước giẫm trúng đan điền,
quyền lực phá tan, trên bụng Lam Huyền tuôn ra một ánh hào quang, kinh lực phá thể mà ra, từ trên lưng đánh ra, quần áo trên lưng trong nháy mắt xé ra tảng lớn. Phốc, một ngụm tâm huyết từ trong miệng Lam Huyền phun ra, cả người nhất thời uể oải xuống, tinh khí thần trong nháy mắt biến mất, giống như bóng cao su khô quắt, triệt để hôn mê. A, à, toàn trường triệt để kinh ngạc đến ngây người, phế bỏ, dĩ nhiên đánh vỡ đan điền của Lam Huyền, triệt để phế bỏ. Đan điền của võ giả bị phá, trừ khi có thánh dược cấp 7 trở lên trong truyền thuyết, bằng không cả đời liền phế. Trung Ly Sơn cũng hoàn toàn bối rối, lấy tốc độ của hắn cũng cứu không kịp, cả người rơi vào địa phương cách hai người mười mấy mét, ngơ ngác nhìn tới. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có cảm giác không biết làm sao. Lạc Vân Thường hít vào một ngụm khí lạnh, cũng lập tức chạy tới, nhìn Lý Vân Tiêu từng bước một hướng về Lam Huyền đi đến, kinh hô. Ngươi muốn làm gì? Tất cả mọi người đều sững sờ, Lam Huyền đã phế bỏ, hắn còn muốn làm gì? Đùng! Đột nhiên Lý Vân Tiêu giơ chân lên, trong nháy mắt dẫm xuống. Nửa bàn chân trực tiếp xen vào trong miệng Lam Huyền, miệng đầy răng vỡ vụn, miệng trực tiếp bị kéo xé ra, mặt đầy máu tươi. Thần thức của Lam Huyền đã sớm hôn mê, nhưng bản năng thần kinh co giật lên. Tất cả mọi người ngơ ngác, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, cả người rét run. Tiểu tử, ngươi quá độc ác. Trung Ly Sơn giận dữ không thôi, bóng người lóe lên, bay tới. Hừ, ta nói rồi, muốn đánh đến ngươi liếm hải của ta. Ca đã 3 ngày không rửa chân, lần này thoải mái đi. Hai mắt của Lý Vân Tiêu híp lại, 5 ngón tay lâm không một chảo, đem ngọc bội bên hông Lam Huyền thu vào trong tay. Đây chính là đồ vật hắn nhất định phải lấy được. Sau đó đá ra một cước, như đá rác rưởi đá Lam Huyền bay qua Trung Ly Sơn. Trung Ly Sơn cũng không thèm nhìn tới, một chưởng trực tiếp đánh bay Lam Huyền đã triệt để bị phế bỏ. Cả người rơi vào trước mặt Lý Vân Tiêu, lửa giận trên người trong nháy mắt bộc phát ra, như một con hùng sư nổi giận, trên không trung hình thành uy thế vô cùng bá đạo, mạnh mẽ hướng về trên người Lý Vân Tiêu lâm không ép xuống. Hắn đã bị phế bỏ, vì sao còn ác độc như thế? Hừ, nơi này sinh tử quyết đấu, sinh tử do ta, quản ngươi đánh rắm. Quản ngươi đánh rắm, quản ngươi đánh rắm, quản ngươi đánh rắm. Tiếng nói của Lý Vân Tiêu vang vọng trên diễn võ trường, tất cả mọi người đều triệt để dại ra. Ngay cả bệ hạ của Thiên Thủy Quốc, hội trưởng thuật luyện sư công hội, trấn quốc thần vệ đại thống lĩnh, hết thảy người có quyền thế nhất trong vương quốc, cũng không dám cùng viện trưởng già Lam học viện nói chuyện như thế a. Trung Ly Sơn sững sờ, giận quá mà cười. Ha ha, liên quan gì đến ta, tiểu tử? Người có biết ta là ai không? Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Viện trưởng già Lam học viện, Vũ Vương Trung Ly Sơn. Hơn 100 tuổi, mới trộn lẫn tới Vũ Vương, còn không thấy ngại hiện ra. Nếu ta là ngươi, sớm đã đập đầu chết. Chi? Tất cả mọi người đều triệt để hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này điên rồi, đúng là điên rồi. Ngũ hành cảnh giới, được xưng Vũ Vương. Cường giả số 1 Thiên Thủy Quốc, lại bị mắng tu vi thấp. Trung Ly Sơn giận tím mặt, quát lên. Chết! Uy thế trên người hắn dĩ nhiên như thực chất, ở trong hư không mơ hồ hiện hành, như sơn nhạc trực tiếp ép xuống. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, cả người ở dưới luồng áp lực này như lá cây phiêu diêu trong mưa gió, bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp. Thân thể như muốn bị nghiền thành thịt nát, cả người liên tục run rẩy, hắn trợn tròn đôi mắt, gào thét nói. Lão thất phu, hơn 100 tuổi ức hiếp ta 15 tuổi. Vũ Vương cảnh ức hiếp võ sĩ cảnh. Nếu hôm nay Lý Vân Tiêu ta bất tử, ngày sau nhất định phải trả lại cho ngươi gấp 100 lần. Vẻ mặt Trung Ly Sơn đại biến, nội tâm ngơ ngác không ngớt. Ở dưới uy thế Vũ Vương cảnh của hắn, nhất tinh võ sĩ nho nhỏ lại vẫn có thể ngẩng đầu không quỳ. Càng để hắn hoảng sợ chính là, đối mặt Vũ Vương như hắn, trên người Lý Vân Tiêu thả ra chiến ý mà ngay cả hắn cũng không dám coi thường. Đây là chiến ý kiên cường như thế nào a? Trong thân thể gầy yếu của tiểu tử này, đến cùng là một linh hồn bất khuất thế nào a? Xa xa Lạc Vân Thường cũng từ sốt sắng biến thành kinh hãi, ánh mắt của Lý Vân Tiêu dãy dụa bất khuất, sâu sắc chấn động tâm linh của nàng. Cái cảm giác này là xảy ra chuyện gì? Tại sao thần thái quật cường này của hắn, lại cho ta cảm giác quen thuộc như vậy? Hai con mắt của Lạc Vân Thường trở nên hơi mê ly lên, giữa lông mày lộ ra tâm ý nghi hoặc sâu sắc. Trong giây lát, nàng ngơ ngác lướt qua một tia tinh quang, vội vàng xoay người,
Cách diễn võ trường 100 mét, Vũ Đế Thánh Tượng đứng trên không trung, ở dưới xích dương soi sáng, đại nhật như luân. Cổ Phi Dương, vẻ mặt cùng phong thái của hắn, dĩ nhiên cùng Cổ Phi Dương đại nhân giống như đúc. Lạc Vân Thường ngơ ngác nhìn tới Lý Vân Tiêu, ở dưới uy thế của Vũ Vương, vẫn như cũ hai mắt như sao, khóe miệng mỉm cười, loại khí thế bế nghễ muôn dân, quân lâm thiên hạ kia, để nội tâm của nàng run rẩy lên, chỉ cảm thấy trước mắt có chút hoảng hốt, dường như thiếu niên 15 tuổi này, cùng tuyệt đại Vũ Đế Thiên Mã hành không, chỉ điểm thiên hạ kia trùng điệp lại với nhau. Phốc! Lý Vân Tiêu rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt như lửa. Lão thất phu, đừng tưởng rằng ngươi là Vũ Vương ta liền không làm gì được ngươi, coi như chết, cũng phải trọng thương ngươi. Hắn lấy ra viên bạo nguyên đan dự bị, nuốt vào trong miệng, trong nháy mắt lực lượng cả người dạt dào mà ra, khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Trung Ly Sơn cũng kinh hãi không thôi, uy thế của hắn đã vận chuyển tới đỉnh cao, đừng nói một võ sĩ, coi như là võ sư, thậm chí đại võ sư, cũng đã sớm thần phục mới đúng. Lẽ nào thật sự muốn mình lấy lớn ép nhỏ, dùng thực lực võ vương đi bắt nạt một võ sĩ? Coi như thật sự thu phục đối phương, vậy cũng mất đi một đời anh danh. Ngay thời điểm tinh thần hắn bất định, đột nhiên cảm giác được một luồng khí thế vô tận từ trên người Lý Vân Tiêu tản mát ra. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu đã không còn bất kỳ tình cảm, hơn nữa là không hề lay động, nhàn nhạt ngóng nhìn. Đây là... Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, chỉ cảm thấy một loại cảm giác khó nói nên lời xông lên đầu. Lạc Vân Thường cũng chú ý tới khí thế trên người Lý Vân Tiêu biến hóa, trong giây lát chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, nguyên bản trên bầu trời vạn dặm không mây dường như có phù vân ngưng tụ. Mà lúc này, Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nâng tay lên, trong đôi mắt nàng bắn mạnh ra tinh mang, thất thanh kêu lên. Gió lên, Vân Phi Dương, làm sao có khả năng? Trung Ly Sơn bị tiếng kêu của Lạc Vân Thường làm tâm thần chấn động, trong đôi mắt cực kỳ ngơ ngác. Hắn thân là ngũ hành cảnh Vũ Vương, tự nhiên cảm giác được chu vi hết sức một ngạt, nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm. Phong Vân Động, thật sự là Phong Vân Động. Cường giả số một Thiên Thủy Quốc, Vũ Vương Trung Ly Sơn, giờ khắc này ở trước mặt một nhất tinh võ sĩ, trên trán dĩ nhiên chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Loại chiêu thức này, Đại Phong Khởi Hề Vân Phi Dương. Chẳng lẽ đúng là Đại Phong Vân Trưởng của Cổ Phi Dương đại nhân? Sóng gió nổi lên, sơn hà động. Bóng người gầy gò của Lý Vân Tiêu giống như núi cao, sừng sững ở trong thiên địa, vạn cổ bất biến, phong vân tùy tâm mà động. Thiên địa nổi phong vân tận do ta. Lúc trước phá quân Vũ Đế Cổ Phi Dương ở trên đỉnh Thần Tiêu Cung, một chiêu Đại Phong Vân Trưởng lực ép 10 vị cửu tinh Vũ Đế, ba chiêu đánh bại Thần Tiêu Cung cung chủ Khúc Hồng Nhan, ở trong cấm địa Thần Tiêu Cung tới lui tự nhiên, bế nghễ thiên hạ, bị truyền là thiên cổ giai thoại. Dừng tay. Trung Ly Sơn hét lớn một tiếng, lập tức tản đi khí thế trên người. Hắn đã nhìn ra sau khi Lý Vân Tiêu dùng bạo nguyên đan, trên khí thế có biến hóa, loại đan dược trong nháy mắt tăng cao thực lực này tác dụng phụ rất lớn. Không phải hắn sợ đối phương có thể tổn thương hắn, mặc dù là Đại Phong Vân Trưởng của Cổ Phi Dương, ở trên người một nhất tinh võ sĩ triển khai, cũng không đủ sợ hãi. Nhưng đối phương không chỉ biết phù sinh ấn, hơn nữa còn biết Đại Phong Vân Trưởng. Này rất khả năng cùng Dương Địch có liên hệ. Nếu như hai chiêu này thực sự là Dương Địch truyền cho hắn, vậy mình tổn thương tiểu tử này, liền không cách nào cùng Dương Địch bàn giao. Vũ Vương Trung Ly Sơn, cường giả số một Thiên Thủy Quốc, ngay cả Quốc Vương Thiên Thủy Quốc cũng không để vào trong mắt, sau khi nghĩ đến Dương Địch, trong mắt cũng lướt qua một tia kiêng dè. Học viên giao đấu, tất cả đều là tự nguyện, ngươi tổn thương Lam Huyền, ta cũng không thể nói gì, nhưng không nên ác độc như vậy. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu, việc này coi như thôi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Trung Ly Sơn lưu lại câu nói này xong, thân ảnh lóe lên, cả người nhất thời biến mất khỏi diễn võ trường. Nếu không thể gây tổn thương cho hắn, ở thêm cũng chỉ có thể tăng buồn bực vô ích. Này, hết thảy học viên cùng lão sư đều ngây người. Lúc nào viện trưởng đại nhân trở nên dễ nói chuyện như vậy? Coi như là vương tử công chúa, mạo phạm hắn như vậy, cũng có thể bị một trưởng đập bay mới đúng. Lạc Vân Thường cũng phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe ra các loại dị thải, giả vờ tức giận quát lên. Còn không mau triệt đi lực lượng. Bạo nguyên đan tản ra lực lượng, cả người như núi lửa phun trào, cả người Lý Vân Tiêu hiện ra một mảnh đỏ chót, cắn răng nói. Lão thất phu,
coi như ngươi chạy nhanh. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, cả người như có tư thế sơn nhạc bất động, ngồi xếp bằng xuống. Trên người tuôn ra khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bình tĩnh lại, dường như dựa theo quy luật nhất định ở quanh thân vận chuyển, sắc mặt cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được đang khôi phục bình thường. Lạc Vân Thường cả kinh, đôi mắt đẹp nổi lên quang mang, cái tư thế này của Lý Vân Tiêu tựa hồ ẩn chứa một loại quy tắc nào đó, làm cho nàng như có suy tư, rồi lại không có chút manh mối nào, nhưng trong lòng mơ hồ nói cho nàng, loại quy tắc này vô cùng mạnh mẽ. Nàng biết trong võ đạo, rất nhiều nơi đều cần từng người lĩnh ngộ, hơn nữa cơ hội hiếm có, nhất thời trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mặt đối mặt nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, bắt đầu trở nên trầm tư. Toàn bộ diễn võ trường ở sau một loạt kinh ngạc, nhất thời dồn dập nghị luận, các loại vẻ mặt hiện lên. Đám người Hàn Bách lo lắng cho Lý Vân Tiêu, nhưng bị Phong Bất Bình ngăn lại. Vì giữ gìn trật tự, Phong Bất Bình càng là mạnh mẽ xua tan đám đông, tất cả mọi người không được ở lại diễn võ trường. Rất nhanh liền sơ tán hết thảy học viên, chỉ còn lại Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường, hai người mặt đối mặt ngồi thẳng, đều đang nhắm mắt tu luyện. Đột nhiên một ánh hào quang hiện lên ở trên người Lạc Vân Thường, chậm rãi hội tụ lên mi tâm, như một đóa hoa sen nở rộ, điềm tĩnh thích ý. Khí tức ở xung quanh theo ánh sáng này kịch liệt biến ảo lên, tựa hồ bị nàng hấp thu hết sạch, xa xa trong ánh mắt hiên bình lộ ra vẻ khiếp sợ, tự lẩm bẩm. Đột phá, Lạc Vân Thường dĩ nhiên lại thăng cấp. Lạc Vân Thường chỉ cảm thấy mình tu luyện tới bình cảnh, thời điểm suy tư tư thế quái dị kia của Lý Vân Tiêu lại chậm rãi tan rã. Đợi thời điểm tỉnh lại nàng ngơ ngác phát hiện, bình cảnh đã triệt để mở ra, một luồng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, điên cuồng tràn vào trong cơ thể nàng, rội rửa kinh mạch. Nàng biết mình thăng cấp, nhưng thăng cấp thực sự không hiểu ra sao. Loại quy tắc quái gì kia cũng không có lĩnh ngộ bao nhiêu, dĩ nhiên liền để cho mình thăng cấp. Lý Vân Tiêu này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn tu luyện đến cùng là công pháp nghịch thiên gì a? Lạc Vân Thường kiềm chế nội tâm chấn động, cẩn thận từng ly từng tí khống chế nguyên khí quanh thân ở trong người vận chuyển một chu thiên, cuối cùng hội tụ vào đan điền khí hải. Nhất thời cảm thấy cả người một mảnh không minh, cảm giác lực lượng chưa bao giờ có dũng khắp toàn thân. Chờ cảnh giới vững chắc, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Úi! Nàng mở mắt ra lập tức bị sợ hết hồn, chẳng biết lúc nào Lý Vân Tiêu đã tỉnh táo lại, đang mở to hai mắt, cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Nhất thời trên mặt nàng lướt qua một mảnh hồng vân, nũng nịu nói. Ngươi làm cái gì? Lý Vân Tiêu không hiểu rõ hỏi. Ta không làm cái gì a? Chúc mừng Lạc lão sư thăng cấp. Lúc này Lạc Vân Thường mới đem trái tim rầm rầm nhảy lên bình phục lại, bỗng nhiên nàng phát hiện một tia dị thường, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu sợ hãi nói. Ngươi lên cấp nhị tinh võ sĩ. Lý Vân Tiêu cười nói. Lão sư chính là tứ thượng cảnh vũ quân. Lên cấp so với ta khó khăn gấp trăm lần cũng lên cấp, ta chỉ là võ sĩ lên một cấp, có cái gì đáng ngạc nhiên. Lạc Vân Thường phát hiện cùng tên tiểu tử này gần nhau, sớm muộn gì tim cũng không chịu nổi, sừng sộ lên cả giận nói. Ít theo ta giả ngu, ngươi lên cấp võ sĩ mới mấy ngày. Ta phát hiện bế quan mới 5 ngày, thế giới này liền biến đổi. Những việc này, cho ta một cái giải thích. Lý Vân Tiêu kêu ầm lên. Ai ra? Thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, nơi nào chống lại Lạc lão sư tra hỏi như vậy. Chờ ta về nghỉ 10 ngày nửa tháng, thương thế tốt rồi lại giải thích đi. Lạc Vân Thường nhìn hắn một thân chật vật cùng vết máu, trong mắt lóe ra một chút do dự. Được rồi, có điều chỉ cho ngươi 3 ngày sau đến văn phòng tìm ta. Cô gái nhỏ này, làm sao bá đạo như vậy, nửa điểm đạo lý cũng không nói. Lý Vân Tiêu nhìn Lạc Vân Thường rời đi. Lầm bầm lầu bầu cười nói. Có điều thiên phú đúng là rất tốt, đáng giá vun bón. Lý Vân Tiêu không có trì trệ chút nào. Trận chiến này đối với hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Nguyên bản sau khi dùng trùng nguyên đan, vọt thẳng tới nhất nguyên cảnh, nhưng dược lực vẫn như cũ còn sót lại lượng lớn ở trong người. Lần này thông qua thiên địa uy thế xung kích thân thể, những dược lực còn sót lại kia cũng tan rã. Này cũng là nguyên nhân hắn trực tiếp lên đến nhị tinh. Mới vừa chiến đấu xong tấn cấp, nguyên bản chuyện thứ nhất là nên vững chắc cảnh giới trước mắt. Nhưng trong mơ hồ cảm giác còn chưa tiêu hóa xong xuôi, sau khi rời đi diễn võ trường, liền trực tiếp đi tới trọng lực thất. Bây giờ ở trong trọng lực thất gấp 10 lần đã hành động như thường, nơi này vừa vặn thích hợp hắn rèn luyện thân thể. Vừa vào trọng lực thất,
nhất thời có rất nhiều học viên dồn dập nhận ra hắn, kinh sợ đến mức lùi tán bốn phía, không dám dựa vào quá gần. Cũng không ai dám cùng hắn tranh đoạt gian phòng, truyền tống đến khu vực gấp 10 lần, liền tìm một mật thất đi vào. Vừa vặn La Lan Đóa từ trong một gian phòng khác đi ra, kinh ngạc nhìn thấy bóng người của Lý Vân Tiêu, nhất thời sửng sốt. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn qua tinh thần 10 phần phấn chấn, lẽ nào Lam Huyền không có phế bỏ hắn? Này không phải là phong cách làm việc của Lam Huyền a? Ngay thời điểm nàng nghi hoặc không thôi, theo Lý Vân Tiêu tiến vào trong mật thất, mấy chục người ở khu vực công cộng tựa hồ đồng thời thở phào nhẹ nhõm, từng tiếng nghị luận sôi nổi truyền vào trong tai. Tiểu tử này khí chàng thật mạnh a, ta ngay cả bên cạnh hắn 3 mét cũng không dám tới gần. Phí lời, một chiêu phế bỏ Lam Huyền, trong 3 mét tỏa ra uy thế cũng có thể muốn mạng ngươi. Ta xem Bạch Thành Phong cùng Lâm Vũ trên tiểu phong vân bảng, cũng không thể là đối thủ của hắn. Cha cha, ta mới vừa nghe được phòng cứu thương của học viên truyền đến tin tức, kinh mạch toàn thân Lam Huyền bị đứt đoạn, khí hải tán loạn, trừ khi có cấp 5 cửu u ngưng khí đan, bằng không cả đời là phế nhân. Thật hay giả, tiểu tử này tàn nhẫn như thế. Ngươi cũng không phải không biết, khổ lão sư phòng cứu thương chính là sĩ cấp thuật luyện sư, làm sao sẽ chẩn đoán sai. Hơn nữa hắn là ca ca của biểu muội con nhị cửu hàng xóm nhà ta, cùng ta có quan hệ thân thích, làm sao có khả năng gạt ta. Tiểu tử này ngay cả viện trưởng đại nhân cũng dám mắng, xác thực là cái tàn nhẫn. Sau này mọi người nên mở to mắt một chút, tuyệt đối đừng chọc hung nhân này, bằng không ai cũng cứu không được. Mọi người líu ra líu díu bắt đầu nghị luận, đầu óc La Lan Đóa vù một hồi, nàng chỉ nghe câu một chiêu phế Lam Huyền kia, liền cảm giác hơi hoảng hốt lên, hình ảnh trước mắt có vẻ hơi không quá chân thực, bóng người gầy gò kia ở trong đầu từng cái lướt qua. Sau 5 ngày, trọng lực thất gấp 10 lần, trong một gian mật thất. Quanh thân Lý Vân Tiêu mơ hồ hiện ra màu nhũ bạch khí, thân thể của hắn đoàn kết lại với nhau, hình thành tư thế của một hài nhi ở trong cơ thể mẹ. Hơi thở dị thường yếu ớt. Thật giống như không có khí tức. Nhưng da thịt toàn thân xác thực mở ra đóng lại, phun ra nuốt vào. Này là một loại phương pháp điều tức vô cùng cao minh, có thể để người ta trở về tiên thiên cảnh, tiến vào trạng thái thai tức. Ở bên ngoài xem giống như ngủ say, nhưng chân khí trong cơ thể lại như sông lớn dâng trào, so với đả tọa điều tức phổ thông còn cường đại hơn mấy lần. Cũng không biết trải qua bao lâu, hai mắt đóng chặt của hắn đột nhiên mở, một luồng khí vẩn đục tầng tầng bay ra. Trong đôi mắt ánh sáng bắn ra bốn phía. Nhị tinh đỉnh cao võ sĩ, lại thêm 3 ngày thai tức nữa là có thể đột phá. Nhưng, hắn khẽ nhíu mày, trong óc nổi lên điểm điểm kim quang, ở dưới vận luật kỳ ảo chậm chậm ngưng tụ lại. Một mảnh văn tự tâm pháp màu vàng, hiện lên ở trên hư không linh thức, văn tự lập lòe, không ngừng lấp lóe tiêu tan, trước sau không cách nào ngưng thần định hình. Bản đại diễn thần quyết này quá mức thần diệu. Không chỉ không cách nào nối liền, ngay cả linh đài của ý thức hải cũng khó mà nhớ thành hình, nhưng mỗi một lần nỗ lực đều có thể để hồn lực của ta tăng trưởng không ít. Tuy phương pháp hồn luyện quý giá, ta xem qua cũng không dưới 10 loại, nhưng chưa từng có tình huống huyền diệu như vậy. Hắn thở ra một hơi, kiên định nói. Mặc kệ, hiếm thấy hồn lực tăng trưởng đến trình độ này. Võ tu bất cứ lúc nào cũng có thể luyện, hiện tại then chốt là mượn cơ duyên này hướng nhất cấp thuật luyện sư. Ngay thời điểm hắn sắp đột phá nhị tinh đỉnh cao võ sĩ, lực lượng linh hồn cũng ngưng tụ đến mức độ nhất định, hơn nữa ghi nhớ đại diễn thần quyết, so với bình thời xuất hiện càng thêm hoàn chỉnh, vì vậy quả đoán từ bỏ võ tu, bắt đầu toàn lực ngưng thần, ở trên linh đài rèn luyện hồn lực. Theo đại diễn thần quyết xuất hiện, kim quang trong óc càng ngày càng nhiều, đem toàn bộ linh đài soi sáng như hải dương màu vàng, muôn hình vạn trạng. Kiếp trước Lý Vân Tiêu là đế cấp thuật luyện sư, tự nhiên biết thời cơ đã đến. Đột nhiên thần niệm lấp lóe, toàn bộ hào quang màu vàng điên cuồng hướng về trung tâm tuôn tới, giống như xuất hiện một hố đen, điên cuồng nuốt chửng tất cả những thứ này. Ngưng! Hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, từng tia chớp màu vàng óng ở trong mắt di động, rốt cục nhàn nhạt tản ra, trong mắt một mảnh thanh minh, khôi phục trạng thái bình thường. Ha! Rốt cục khôi phục lại nhất cấp hồn lực, không nghĩ tới nhanh như vậy, hiện tại có thể tự mình luyện chế huyền binh cùng các loại đan dược. Bóng người Lý Vân Tiêu chớp lên một cái, liền bước ra mật thất, tiến vào trong truyền tống trận. Mới vừa trở lại bên ngoài cửa túc xá, đang định mở cửa, đột nhiên hơi suy nghĩ, xoay người liền muốn rời đi. Muốn đi, trở về. Trong ký túc xá truyền đến một thanh âm, cửa kẹt kẹt một tiếng liền mở ra.
Lạc Vân Thường mặt mày lạnh lẽo theo dõi hắn, trên mặt hiện ra vẻ tức giận. Lý Vân Tiêu, người thật coi lời ta nói như gió bên tai. Qua năm ngày, cũng không gặp bóng của ngươi. Trên trán Lý Vân Tiêu chảy ra một tia mồ hôi lạnh, lúng túng cười nói. Ha, vừa tu luyện lên liền quên. Nhị tinh đỉnh cao võ sĩ. Ngươi lên cấp nhị tinh mới 5 ngày. Đột nhiên Lạc Vân Thường biến sắc, cảm nhận được trên người Lý Vân Tiêu truyền đến nguyên khí gợn sóng nhàn nhạt, trầm giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta biết ngươi khẳng định có kỳ ngộ gì đó. Thế nhưng tu luyện võ đạo, quý ở kiên trì. Quyết không thể vì ham muốn tốc độ mà mạo hiểm dùng một ít đan dược tác dụng phụ rất lớn, bằng không đối với tiền đồ chỉ hại vô lợi. Nàng lầm tưởng Lý Vân Tiêu là dùng đan dược tăng cao thực lực, nếu không thì tuyệt đối không thể có tốc độ khủng khiếp như vậy. Trong lòng Lý Vân Tiêu có chút ấm áp, biết đây là vì muốn tốt cho hắn, lúc này nghiêm mặt nói. Lão sư yên tâm, ta tuyệt đối không có phục dụng loại hình đan dược gì. Lạc Vân Thường lướt qua vẻ ngờ vực. Nhưng thấy trong mắt Lý Vân Tiêu một mảnh trong suốt thanh thản, không giống như là nói dối, lúc này mới yên tâm nói. Như thế tốt lắm, hiện tại ngươi nên cho ta một cái giải thích đi. Giải thích cái gì? Đột nhiên Lý Vân Tiêu vỗ đầu một cái. Ai nha, ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, đi trước, lần sau gặp lại. Rất nhanh ánh mắt lạnh lẽo giết người của Lạc Vân Thường rơi ở trên người của hắn, như là dao găm, khiến cho cả người hắn lạnh lẽo. Biết lần này là làm sao cũng trốn không thoát, cười khổ nói. Lão sư muốn ta giải thích cái gì? Lạc Vân Thường chăm chú theo dõi hắn, phát hiện học sinh trước đây chưa bao giờ gây nên chú ý, lúc này làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu, đặc biệt là sau lần quyết đấu này. Ngươi là làm sao học được phù sinh ấn của Dương Địch Đại Nhân cùng Đại Phong Vân Trưởng của Cổ Phi Dương Đại Nhân? Trước khi ta bế quan, ngươi ngay cả một mạch luân cũng không mở ra, mới bế quan 5 ngày. Liền thành nhất tinh võ sĩ. Ngày đó tư thế người áp chế bạo nguyên đan trong cơ thể là công pháp gì? Còn nữa, ngày đó ở trên lớp học, bí quyết liên quan tới thăng cấp huyền binh xích luyện đồng, ngươi là làm sao biết? Miệng nhỏ xinh xắn của nàng giống như pháo liền chuỗi chất vấn lên, để Lý Vân Tiêu cảm thấy đau đầu. Cái này, Trung Ly Sơn viện trưởng là nhìn thế nào? Lạc Vân Thường lườm hắn một cái nói. Viện trưởng đại nhân phân tích là, người từng được Dương Địch Đại Nhân giáo dục, những võ kỹ nghịch thiên cùng thuật luyện kia đều là Dương Địch Đại Nhân dạy ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Viện trưởng Đại Nhân thực sự là cực kỳ thông minh, vừa nghĩ liền thông, sự tình xác thực là như vậy. Đem tất cả mọi chuyện đều đẩy lên trên người Dương Địch, ngược lại cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa hắn cũng không sợ cùng Dương Địch đối chất, còn ước gì đây này. Nói láo. Hai chữ thô nhục trực tiếp từ trong miệng Lạc Vân Thường bạo đi ra. Sợ đến Lý Vân Tiêu nhảy một cái, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu nói. Người khác không biết, nhưng ta lại biết. Đầu tiên mặc dù Lý gia các ngươi là đại lão quân đội, thế lực thông thiên, nhưng chưa bao giờ cùng Dương Địch Đại Nhân có tiếp xúc. Thứ hai, theo ta biết, Dương Địch Đại Nhân căn bản là không Đại Phong Vân Trưởng. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói. Làm sao ngươi biết Dương Địch không biết? Tựa hồ Lạc Vân Thường hơi có tinh thần lên, lập tức lắc đầu than thở. Quên đi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng. Nguyên bản ta còn lo lắng ngươi, thay ngươi nghĩ một lối thoát, không nghĩ tới ta lo lắng là dư thừa. Có điều, ngươi vẫn phải đi theo ta một chuyến. Ta ở thuật luyện sư công hội tìm cho ngươi một vị lão sư, hắn nói muốn nhìn tình huống kiểm tra hồn lực của ngươi một chút, rồi quyết định có thu đồ đệ hay không. Không thể nào, để ta bái sư. Lý Vân Tiêu trợn to mắt, vội vàng nói. Ta không được. Hồn lực của ta rõ ràng nhất, quá bỏ đi. Lạc Vân Thường lạnh lùng nói. Có bỏ đi hay không, không phải do ngươi định đoạt, ta đã đáp ứng người ta, hơn nữa thật vất vả mới làm cho đối phương đồng ý. Ngươi không đi cũng phải đi. Nàng không nói lời gì, trực tiếp kéo Lý Vân Tiêu đi tới thuật luyện sư công hội. Lý Vân Tiêu hô to nói. Là vị cao nhân nào a? Ngươi để ta bái há làm thầy, hắn có chịu nổi hay không a? Lạc Vân Thường sững sờ, nổi giận mắng. Người ta là thuật luyện sư có tiền đồ nhất của thuật luyện sư công hội, ta phí hết công phu rất lớn mới để hắn đồng ý, những người khác là cầu cũng không được, ngươi không nên gây thêm phiền cho ta. Ta cho ngươi biết, mặc dù là chuyên tu võ đạo, nếu như có thể dựa vào tu hồn, đối với võ đạo của ngươi cũng có chỗ tốt cực lớn. Còn là ai, đợi ngươi đến đó liền biết rồi.
Lý Vân Tiêu không nói gì nữa, chỉ là hơi cảm thấy kinh ngạc, võ giả bình thường căn bản là sẽ không rõ ràng luyện khí cùng luyện hồn trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, xem ra Lạc Vân Thường này không chỉ có thiên phú tốt, hơn nữa khẳng định từng được cao nhân chỉ điểm. Lạc Vân Thường không nói gì, trực tiếp nắm lấy Lý Vân Tiêu, đi tới thuật luyện sư công hội. Lý Vân Tiêu bị Lạc Vân Thường cứ như vậy lôi kéo đến thuật luyện sư công hội, vừa vào cửa, nhất thời phát hiện Cổ Vinh đang ở trong góc giảng giải vấn đề cho thuật luyện học đồ, đã vây quanh vài vòng người. Lạc Vân Thường trực tiếp chen tới, trên người nàng lan ra khí tức vũ quân, người bốn phía dồn dập lui lại, đều lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng nàng nơi nào quản nhiều như vậy, trực tiếp hô. Cổ đại sư, ta đang tìm ngươi a. Lần trước nói Lý gia đại công tử Lý Vân Tiêu, ta đã mang đến. Lý Vân Tiêu nhất thời mắt choáng váng, dĩ nhiên tìm Cổ Vinh làm sư phụ mình. Cổ Vinh ồ một tiếng, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp từ tốn nói. Là Vân Thường đại nhân a, tới ngoài kia tìm một thuật luyện học đồ kiểm tra hồn lực cho hắn đi. Ân. Lạc Vân Thường gật gật đầu, xoay người nói. Lý Vân Tiêu, theo ta đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu một mặt khổ qua, đi theo phía sau Lạc Vân Thường, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên một âm thanh kinh hỉ hô. Là ngươi. Lục Giao vội vàng chạy tới, vui vẻ nói. Rốt cục gặp lại được ngươi, lần trước sau khi ngươi chỉ điểm ca ca ta, hắn luyện chế cường lực tề tỷ lệ thành công hầu như đạt đến 100%, thật sự rất cảm tạ ngươi. Lý Vân Tiêu giơ ngón tay cái lên, mỉm cười khích lệ nói. Nói cho ca ca của ngươi. Hắn thiên phú không tệ, kiên trì, nhất định có thể thành công. Lục Giao lộ ra vẻ cảm kích. Sau đó ca ca ta luyện chế ra rất nhiều thuốc, kiếm lời không ít tiền. Hiện tại hắn đã bế quan, dự định tăng một cấp độ. Ta thật không biết nên làm gì cảm kích ngươi mới tốt. Tiểu Mỹ nữ kích động, hai tay chấp ở trước ngực, dáng dấp quyến rũ mê người, làm không ít người chú ý. Lý Vân Tiêu cười nói. Kha kha. Muốn cảm tạ còn không dễ dàng, vậy thì lấy thân báo đáp a. Lục Giao mặt đỏ lên, cười duyên nói. Không đứng đắn. Nàng ở thuật luyện sư công hội làm người phục vụ cũng đến mấy năm, các loại nhân vật ngư long hỗn tạp đều gặp, cũng bị người đùa giỡn không ít, đương nhiên sẽ không coi là thật. Nhưng giờ khắc này, nội tâm lại mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, để bản thân nàng cũng cảm thấy giật mình. Lý Vân Tiêu, người thật giỏi a, còn lên tâm địa gian dảo. Cua được nàng. Lạc Vân Thường cả giận nói, một cái tát trực tiếp đập xuống sau gáy hắn. Nguyên lai hắn gọi Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lục Giao âm thầm đọc thầm lên. Lý Vân Tiêu không dám trốn, bị đánh một cái, cười khổ nói. Nào có, ngài không nhìn thấy là nàng đang phao ta sao? Phi! Trên mặt Lục Giao đỏ chót, mặc dù da mặt lại dày, cũng không tiện tiếp tục chờ đợi, vội xoay người bỏ chạy. Mau mau theo ta ra ngoài làm kiểm tra. Lạc Vân Thường tức giận nói. Nếu không hợp cách, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.